dạy tương rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai là bài thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật. Thì các em đã có sách cô giới thiệu chưa? Tìm được sách chưa? Sách giáo khoa ấy. Dạ rồi ạ. Ừ, đấy, em mượn ở trường à hay là các em mua? Bọn em qua Y Hà Nội mua. Ừ, đúng rồi. Ờ, cứ tìm các phòng đúng cái sách là được, sách như cô giới thiệu là được, đúng sách cái gì. Ừ. Thế thì các em có sách ở trong tay nhá. Các em sẽ đi học thì cô sẽ nhấn mạnh những nội dung chính, nội dung quan trọng đấy, mở rộng các cái kiến thức đấy, rồi sau các em tham khảo thêm trong cái đọc thêm trong cái sách giáo khoa nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ bà học bài thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật. Đây là cũng một bài khá dài, khá dài. Đây cũng là một bài khá dài nhé, cho nên là chúng ta tập nghe bài này dài, mà bài này nó bài nó khó nhưng mà nó rất là logic, cho nên chúng ta nghe tập trung nghe và chúng ta theo dõi được thì nó sẽ thấy sẽ dễ học hơn. Chứ nếu mà em không tập trung theo dõi cứ bỏ đi bẵng đi một thời gian ngắn thôi là nó sẽ sang cái mục khác, chúng ta không theo dõi được đâu. Là cái bài này nó logic lắm, nó rất là dài, rất là khó nhưng mà rất là logic, phải theo dõi đầu đến cuối nhá, trước khi vào bài có nhắc như thế. Bây giờ chúng ta vào bài thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật. Thì chúng ta biết đã học thần kinh thực vật bao giờ chưa các em? Nói đến thần kinh thực vật bao giờ chưa? Bạn đã học được chưa? Trong chương trình học đến bây giờ học môn nào học về thần kinh thực vật chưa? Còn bạn nào nhớ không? Nói đến hệ thần kinh thực vật hoặc là hệ thần kinh tự động hoặc là hệ thần kinh tự chủ, cùng là một loại, cùng là nói lên một ý nghĩa, cùng là cùng tên giống tương tự như nhau. Học chưa? Bạn nào nhớ à? Học trong sinh giải phẫu xong đến học lại học trong sinh lý rồi. Nhớ không? Có. Đấy, các em phải trả lời thì cô mới biết nhá, tại vì là phải nhắc lại cái phần trước khi nói đến thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật, chúng ta phải nhớ đến cái phần giải phẫu, nhớ đến sinh lý của hệ thần kinh thực vật. Thì chúng ta mới nắm được cái phần của cái bài này. Đấy. Chúng ta biết là chúng ta đã học trong giải phẫu và sinh lý rồi, chúng ta định nghĩa hệ thần kinh thực vật là gì. Hệ thần kinh thực vật là hay là hệ thần kinh tự động hoặc tự chủ, là hệ thần kinh mà điều khiển các hoạt động ngoài ý muốn, đúng chưa? Điều khiển các hoạt động ngoài ý muốn. Ví dụ chúng ta đang ngồi học như thế này, chúng ta vẫn tim chúng ta vẫn đập, đúng không? Rồi là dạ dày chúng ta vẫn co bóp để tiêu hóa cái thức ăn vừa ăn buổi sáng. Khi chúng ta bước vào một phòng nếu mà nó tối quá, thì ánh sáng nó tối soi bên ngoài ngoài so với cái bên ngoài chúng ta vừa đi vào, thì đồng tử mắt của chúng ta tự nhiên nó làm sao? Tử mắt nó phải làm sao? Khi mà vào ánh sáng tối thì đồng tử mắt nó phải gì? Dạ. Đúng không? Hay là đi vào sáng quá, trong lại chói quá thì đồng tử mắt nó lại gì? Lại. Tất cả những cái việc ấy là ngoài ý muốn của chúng ta không để ý đến nhưng nó vẫn diễn ra. Cái gì đấy là hệ thần kinh vật, hay hệ thần kinh tự động điều khiển các hoạt động ngoài ý muốn, đúng chưa? Và vai trò của hệ thần kinh thực vật chúng ta biết rồi, nó điều hòa các hoạt động sống còn của cơ thể. Đó là những hoạt động về hô hấp, về tuần hoàn, về tiêu hóa, về chuyển hóa, là những cái hoạt động mà duy trì cái sự sống của con người, giúp cơ thể ổn định, thích nghi được cái sự thay đổi của môi trường. Đã học về sinh lý cái này rất rõ rồi. Thế thì phân loại theo giải phẫu và sinh lý, chúng ta biết hệ thần kinh vật sẽ chia làm mấy hệ? Chia làm mấy hệ các em? Hệ thần kinh thực vật thì chia làm mấy hệ? Mấy các em? Khi cô hỏi các em phải có cái tương tác mới rõ. Các em nắm đến đâu nhá? Không không bạn nào trả lời được, cô chả biết các em có nghe, thứ nhất là có nghe không, cái thứ hai là có hiểu được bài không. Chia làm gì? Hai hệ là hệ gì? Giao cảm và hệ có giao cảm, đúng chưa? Thì hai hệ giao cảm có, chúng ta đã học rồi, cái này chỉ là nhắc lại kiến thức khi đi vào bài thôi, nhắc lại kiến thức trước khi đi vào bài thôi, bài thuốc
dụng trên hệ thần kinh thực vật, chúng ta phải nhắc lại thế nào hệ thần kinh thực vật nó cấu tạo thế nào, nó chức năng thế nào, để chúng ta nói về thuốc thôi chứ không phải là giảng lại. Thế thì chúng ta biết chia làm hai hệ là hệ gì? Giao cảm và hệ phó giao cảm. Hệ giao cảm, hệ phó giao cảm. Đấy. Thì hệ mấy bạn là vẫn có 47 bạn à, sắp mời mãi các bạn vào rồi mà hết rồi gì nữa. Đấy. Thì hệ hai hệ này nhá, nó có những cái điểm gì nhau đúng không, về chức năng thì nó đối nghịch nhau, đối ngược nhau nhá. Thế thì về cái về giải phẫu nhá. Giải phẫu thì khác nhau điểm nào? Giải phẫu thì thứ nhất là về trung tâm của hệ thần kinh thực vật. Trung tâm của hệ thần kinh thực vật thì cũng đi từ não và tủy sống ra. Neuron trung ương của hệ thần kinh thực vật thì cũng đi từ não và tủy sống ra. Ở giao cảm, đối với thần kinh giao cảm thì nó thường xuất phát từ các sừng bên của tủy sống. Sừng bên của tủy sống. Cổ 7 đến thắt lưng 3. Sừng bên, chúng ta biết sừng bên của tủy sống. Tủy sống. Thế còn đối với phó giao cảm thì nó xuất phát ở, coi như nó chặn đầu và chặn đuôi của giao cảm. Phó giao cảm nó xuất phát ở não giữa và hành não, thì trên nó là não giữa và hành não, nó đi cùng các dây thần kinh sọ não. Còn ở chặn ở dưới thì nó là tủy cùng. Đấy, từ tủy cùng. Đấy. Có nghĩa là trung tâm của hệ thần kinh thực vật ở giữa sống nó sẽ là nơi xuất phát, sừng bên tủy sống nơi xuất phát của giao cảm. Còn với phó giao cảm thì nó ở đoạn trên. Chặn trên là não giữa và hành não, và chặn dưới là tủy cùng. Đấy là cái điểm xuất phát của hệ thần kinh thực vật, nó đi từ trong neuron trung ương của hệ thần kinh thực vật xuất phát, nó sẽ gì, nó sẽ đi ra từ ngoài, từ trong não và tủy sống đi ra. Đấy. Còn theo là chúng ta hay nói đến hạch thần kinh thực vật. Hạch thần kinh thực vật là cái gì? Là cái điểm dừng đầu tiên neuron từ trung ương đi ra, nó sẽ có cái dây thần kinh dẫn truyền ra ngoài, đúng không? Chuyển ra ngoài thì từ cái điểm đầu tiên nó dừng, điểm dừng đầu tiên từ trung ương khi ra ngoại biên, điểm dừng đầu tiên ở bên ngoài ngoại biên người ta gọi là hạch. Dây thần kinh giao cảm cũng từ trung ương nó đi ra ngoại biên, dây thần kinh phó giao cảm nó cũng thế, từ các neuron trung ương vị trí như vừa nói chúng ta nói đi ra ngoại biên, và cái điểm dừng đầu tiên bên ngoài ngoại biên người ta gọi là hạch. Thì hạch thần kinh giao cảm nó, chúng ta nhớ là nó sẽ gồm có ba nhóm hạch nằm xa các cơ quan, nó có ba nhóm hạch nằm xa các cơ quan giao cảm ấy, đó là người ta gọi là chuỗi hạch cột sống, chuỗi hạch trước cột sống và các hạch cùng, nó có ba chuỗi hạch nhưng mà nó nằm xa các cơ quan. Nên chúng ta biết là từ trung ương, neuron trung ương nó có cái dây thần kinh dẫn truyền đến hạch, dừng một điểm đến hạch, sau đó thì gì, từ hạch nó là phải tiếp có dây thần kinh dẫn truyền đến các cơ quan tim gan, à tim rồi phế quản rồi là mắt, đường tiêu hóa, thì từ phải là từ cái hạch. Hạch không phải là nơi phát huy thể hiện tác dụng ra ngoài ngay của hệ giao cảm, phó giao cảm, mà nó phải có dây dẫn truyền ra ngoài, phải dẫn truyền tiếp tục. Như vậy là từ cái hạch. Đối với hạch giao cảm thì nó đến cái nhóm hạch ở xa, ở nằm ba cái nhóm hạch này, nó dừng điểm dừng, sau đó nó dẫn truyền tiếp đến cái gì, các cơ quan. Thế còn đối với hạch phó giao cảm thì nó không tạo thành chuỗi như thế, mà thường là nó sẽ là những cái hạch nằm rất gần các cơ quan, nó tạo thành những hạch nằm rất gần các cơ quan. Thế là chúng ta thấy là hạch thần kinh thực vật thì đứng xa cơ quan, hạch giao cảm thì đứng xa cơ quan, hạch phó giao cảm thì nằm rất gần các cơ quan, đúng chưa? Thế là thế từ cái cấu trúc về mặt giải phẫu như này thì nó dẫn đến cái độ dài của các sợi thần kinh. Chúng ta có cái hạch ở giữa, đúng không? Hạch ở giữa rồi, là từ trung ương đến hạch, rồi lại từ hạch đến cơ quan. Đấy. Cho nên chúng ta có cái hạch ở giữa như thế. Thì vậy mà chúng ta có cái sợi, chúng ta gọi là sợi trước hạch hay sợi tiền hạch. Từ trung ương đến hạch thì gọi là sợi trước hạch hay sợi này, và từ hạch đến cơ quan thì gọi là sợi sau hạch hay là hậu hạch, đúng chưa? Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái sợi sau hạch hay là sợi hậu hạch, sợi sau hạch hay sợi hậu hạch của giao cảm
Câu với phó giao cảm thì bên nào dài hơn, bên nào ngắn hơn? Bên nào dài hơn, bên nào ngắn hơn nghe? Rồi. Sau sợi sau hạch của giao cảm hay là phó giao cảm dài hơn? Hạch của giao cảm nó nằm xa cơ quan, hạch phó giao cảm nó nằm gần cơ quan, cho nên là gì? Sợi của giao cảm sau giao cảm dài hơn. Đúng rồi, là gì? Rõ ràng là gì? Từ cái hạch đến cơ quan của phó giao cảm sẽ gì? Ngắn. Còn của giao cảm sẽ gì? Dài. Như vậy thì chúng ta thấy là gì? Sợi sau hạch. Đấy. Sợi sau hạch hay sợi hậu hạch ấy, giao cảm bao giờ cũng dài. Còn sợi hậu hạch của phó giao cảm bao giờ cũng ngắn. Là vì cái hạch nó sát cơ quan, thì từ cơ quan ấy, cái hạch đến cơ quan rất ngắn. Đấy là cái một cái sự phân biệt, nó cũng sẽ liên quan tác dụng của thuốc đấy. Nhá? Liên quan tác dụng của thuốc. Là cái nữa là đối với hệ giao cảm, một sợi hạch, một sợi tiền hạch, có nghĩa là từ trung ương đến hạch, thường là gì? Đối với 20 sợi hậu hạch, có nghĩa là một xung tác thần kinh đi từ trung ương đến hạch giao cảm, thì từ đấy, từ hạch giao cảm có thể gì, phải ra 20 cái dây hậu hạch được tiếp nối, được kích thích, nó lan tỏa như thế, lan tỏa những cái quả này, một sợi hạch đến cái hạch có khoảng độ 20, cái sợi hậu hạch, nó được kích thích, nó lan tỏa như thế, cho nên các kích của giao cảm thường là nó lan rộng, kéo dài. Ngược lại với phó giao cảm, một sợi hạch thường chỉ nối với một sợi hậu hạch từ cái đám rối thần kinh 10, cả thường là chỉ nối một sợi hạch đối với một sợi hậu hạch, là trung gian cái hạch chỉ một sợi kinh hậu hạch phó giao cảm được kích thích thôi, cho nên là các kích thích của hệ phó giao cảm thường là gì, ngắn hơn, khu trú hơn. Đấy là về cái loại về mặt giải phẫu. Còn về mặt sinh lý chúng ta đã học rồi, hệ giao cảm, hệ phó giao cảm là gì, giao cảm và hệ phó giao cảm là về chức năng sinh lý nó ngược nhau. Nó ngược nhau để nó duy trì, để điều hòa hoạt động các cơ quan. Như là ví dụ với đồng tử mắt, chúng ta có hai cột kích thích giao cảm bên tay trái và cột bên tay phải là kích phó giao cảm. Đúng chưa? Thì với đồng tử mắt, kích thích giao cảm với đồng tử mắt tan ra, kích thích phó giao cảm với đồng tử mắt còn lại, đúng không? Ngược nhau. Trên tim, kích thích giao cảm tim đập nhanh mạnh thì kích thích phó giao cảm đập. Tương tự với mạch, giao cảm là to, kích phó giao cảm là giãn. Vì thế mà trên huyết áp, thì kích thích giao cảm huyết áp thế nào? Đập nhanh, mạnh, mạch to, cho nên huyết áp làm sao? Kích thích giao cảm huyết áp thế nào? Lên, đập nhanh, mạnh, mạch to, huyết áp tăng. Còn với kích thích phó giao cảm tim đập yếu, mạch giãn ra, cho nên huyết áp. Đúng không? Thế còn trên phế quản, kích thích giao cảm thì giãn phế quản, nhưng kích thích phó giao cảm thì to. Đấy. Còn trên nhu động ruột, thì kích thích giao cảm thì giảm nhu động, kích thích phó giao cảm là tăng nhu động ruột. Đấy. Các tuyến bài tiết, kích thích giao cảm làm giảm bài tiết, đúng không? Giảm bài tiết nước bọt, giảm bài tiết dịch vị, dịch ruột. Đấy. Còn kích thích phó giao cảm thì tăng bài tiết. Cuối cùng là trên bàng quang, kích thích giao cảm. Kích giao cảm nó làm tăng co thắt các cơ vòng ở cổ bàng quang, nên gây bí đái. Còn kích thích phó giao cảm thì nó lại tăng co bóp các trơn trơn ở thân bàng quang, nên làm tăng đái, năng lượng nó tiểu. Như vậy là chức năng sinh lý của giao cảm là và hệ phó giao cảm là gì? Là đối ngược nhau. Có đối ngược nhau nó mới điều hòa được. Khi mà một anh kích giao cảm tim đập có một cái stress chẳng hạn, đấy, ví dụ như là hay là một cái phải chúng ta phải lao động nặng, hay là nhiên phải nhiên có việc gì phải chạy rất là nhanh, tầng 5, tầng 1 chẳng hạn, cho tim đập phình thịch, đúng không? Nhanh thì tim đập phình thịch, chống ngực phát tăng lực, phải có cái gì kích thích phó giao cảm kéo nhịp tim xuống, kéo huyết áp trở lại bình thường. Thế đấy là chế tự bảo vệ bình thường cơ thể thôi. Thế thì với cái bảng này, thì chúng ta thấy là cái dụng nhá, tác dụng này chúng ta phải thuộc ngay đấy,
học rồi, học trong sinh lý thì học rồi, học nhiều rồi. Nhưng bây giờ là chúng ta phải ngay cái bảng này. Cô nói thế, ngay cái bảng này nó đơn giản lắm. Nó rất là dễ nhớ. Cái thuộc để làm gì? Thuộc để làm gì? Để vì ý nữa, chúng ta nói một thuốc có tác dụng kích thích giao cảm. Ta nói một thuốc có tác dụng kích thích giao cảm. Thì có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không phải nói lại tất cả những tác dụng kích thích giao cảm là gì nữa, mà cứ phía bên tay trái ta điền vào. Đúng không? Thế một thuốc, chúng ta sẽ nói rằng một thuốc có tác dụng kích thích phó giao cảm. Chúng ta cứ cột phía bên tay nào phải, đúng không? Là tác dụng là cột phía bên tay phải, đúng chưa? Cho nên là để cho chúng ta không phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần, tiết kiệm thời gian, thì chúng ta phải thuộc ngay cái bảng này, ghi nhớ trong đầu đi, thuộc ngay cái bảng này. Đấy, ví dụ một thuốc có tác dụng kích thích giao cảm phải nhớ cái cột bên trái, một thuốc có tác dụng kích thích phó giao cảm thì nhớ cái cột bên tay phải. Đấy. Thì bây giờ cô lại nói rằng nếu mà một thuốc có tác dụng chế phó giao cảm, một thuốc tác dụng chế phó giao cảm, các em nghĩ rằng tác dụng nó sẽ thế nào, suy ra tác dụng nó sẽ thế nào? Thì nó đối lập với phó cảm thì Ừ. nó gần như Khi mà là một tìm giao thuốc mà cảm có tác thôi. dụng, đúng rồi, kích thích phó giao cảm, đương nhiên là gì, chúng ta bảo bình thường là hai trên một cơ quan bao giờ cũng có song song hai hệ cùng tồn tại, đúng không? Bình thường giao cảm và phó giao cảm là song song cùng tồn tại. Bây giờ nếu chúng ta chế phó giao cảm, nếu chúng ta ức chế phó giao cảm, đương nhiên là gì, cái tác dụng nó sẽ nghiêng về cái phía gì, giao cảm, đúng không? Bây giờ hai anh cùng song song tồn tại, bây giờ một anh phó giao cảm ức chế và bị ấn xuống, thì đương nhiên là cái anh giao cảm sẽ gì, sẽ trội hơn. Bình thường hai anh là gì, song với nhau, đúng không? Bây giờ một anh phó giao cảm anh bị ấn xuống, chế xuống, thì cái anh giao cảm sẽ là trội tương đối, giao cảm là trội tương đối so với anh phó giao cảm. Vì khi đối thủ của anh bị ấn xuống thì anh cứ đứng nguyên tại chỗ thôi, anh vẫn là trội. Nên là các nào mà các thuốc tác dụng chế phó giao cảm có nghĩa là sẽ biểu hiện dụng giống như kiểu kích thích giao cảm. Nhưng mà cái tác dụng kích thích giao cảm này người ta gọi là kích thích gián tiếp, vì do cái phó giao cảm của đối thủ bị ấn xuống thì phó giao cảm bị ấn xuống thì giao cảm trội hơn, nhưng mà cái này chỉ là trội gián tiếp thôi, bởi vì bản thân anh vẫn đứng nguyên tại chỗ mà, nhưng vì phó giao cảm bị ấn xuống. Còn khi nào mà anh giao cảm anh trội lên, dụng của anh mạnh lên thì anh mới gọi là thích tiếp, thế còn bản thân anh giao cảm vẫn đứng nguyên tại chỗ nhưng mà lại do phó giao cảm bị ấn xuống thì là gì, ức chế xuống, thì anh giao cảm gọi là bị cường kích thích đối. Đấy, nghĩa là do còn không phải kích thích trực tiếp, thích gián tiếp thôi, đúng không? Chứ không phải kích thích trực, là bản thân anh giao cảm vọt lên. Đấy, để phân biệt. Thế rồi tự như thế, nếu mà tác dụng là gì, chế giao cảm thì sao, lại tác dụng gì, thích có giao cảm gián tiếp, đúng không? Là gián tiếp. Thì khi chúng ta nhớ hai cái cột này, nhớ hai cái cột này để mà khi chúng ta nói đến thì chúng ta nhớ ngay được cái tác dụng gì, không phải nhắc lại chi tiết nữa. Đấy là chức năng sinh lý. Bây giờ một cái khái niệm nữa chúng ta phải nhớ là cái chất dẫn truyền thần kinh, hay còn gọi là chất trung gian hóa học. Chúng ta biết là từ neuron nọ dẫn truyền sang neuron kia, dẫn truyền sang thần kinh, kể cả thần kinh trung ương và thần kinh thực vật đều phải thông qua các chất hóa học trung gian dẫn truyền, các chất hóa học trung gian để mà dẫn truyền thần kinh, dẫn truyền các xung động thần kinh. Thế thì ở thần kinh hai dẫn truyền thần kinh chính ở hệ thần kinh thực vật, đúng chưa? Chúng ta nhớ nha, là hai chất nhé. Hai chất đối với hệ giao cảm, thì sợi trước hạch, sợi tiền hạch ấy, sợi tiền hạch cái sợi trước hạch đấy là gì, acetylcholine. Nhớ đến acetylcholine chưa, nói đến chất này đã nhớ đến chưa, không có nhớ không, hay lại chưa nghe thấy bao giờ, đúng không? Trước hạch nghĩa là kinh thực vật đi từ trung ương đến hạch, đúng không? Đến cái hạch kinh giao cảm ấy, đi từ neuron trung ương ra đến cái hạch, thì nó sẽ gì, đến cái hạch thì nó sẽ kích thích, đến cái hạch thì nó sẽ giải phóng ra acetylcholine. Đấy. Và sau đó thì khi mà acetylcholine giải phóng ra thì nó lại là trung gian dẫn truyền để gì, hạch xuống đến sau hạch nhé. Đấy, hạch xuống đến sợi sau hạch, sợi hậu hạch.
Thế còn đối với hệ giao cảm thì ở sợi sau hạch, nghĩa là khi đến tận cùng nút sau sau hạch, dây thần kinh sợi sau hạch thì nó là acetylcholamine, nghĩa là đến cái đầu mút hậu hạch giao cảm thì nó tiết ra acetylcholamine để sinh ra cái đáp ứng, sinh ra cái đáp ứng tại cơ quan đấy là sợi sau hạch. Thì sợi sau hạch thì gọi là chung là acetylcholamine, acetylcholine chúng ta nhớ là viết là ACH vậy cả. Đấy. Còn acetylcholamine viết tắt là CA. Acetylcholamine là tên gọi chung của ba chất, gọi chung của ba chất là gì? Gì? Học rồi, chắc chắn học rồi là gì? Adrenaline, đúng không? Noradrenaline viết tắt là NA và dopamine viết tắt là DA. Đấy, có mấy cái từ viết tắt thì nhớ này. Thì đối với hệ giao cảm có hai chất dẫn truyền thần kinh, hai chất trung gian hóa học để dẫn truyền thần kinh. Sợi trước hạch là acetylcholine, sợi sau hạch là acetylcholamine. Còn đối với hệ phó giao cảm, đối với hệ phó giao cảm thì cả trước hạch và sau hạch đều là acetylcholine. Cả trước hạch và sau hạch đều là acetylcholine. Bạn nào là bây giờ mới vào đây này gần như muộn nửa tiếng rồi đây này. Mà nguyên tắc là quá 15 phút là không được vào nữa đâu. Hôm nay buổi thứ hai rồi, hôm nay cô cho vào bài này khó. Còn từ sau là các bạn phải đi đúng giờ nhé. Thì nói chung là hệ giao cảm thì có hai chất dẫn truyền thần kinh. Trước hạch là acetylcholine, sau hạch là catecholamine. Còn hệ phó giao cảm thì cả trước hạch và sau hạch đều là acetylcholine. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái chất dẫn truyền thần kinh, là hai chất trung gian hóa học nhé mà dẫn truyền thần kinh, đấy là acetylcholine và catecholamine. Chúng ta thấy trong đó thì acetylcholine ở mấy vị trí acetylcholine sẽ nhiều vị trí hơn, nó ở trước hạch của giao cảm và nó ở cả trước hạch và sau hạch của phó giao cảm. Còn catecholamine thì chỉ có một vị trí thôi là sau hạch giao cảm, đúng chưa? Tiếp theo này, thì các chất dẫn truyền thần kinh này, acetylcholine và catecholamine thì được dẫn truyền, được tổng hợp ngay tại trước synapse, tổng hợp ngay tại chỗ, được tổng hợp tại chỗ ngay trước synapse, sau đó nó được giải phóng ra, tác động lên màng sau synapse, nên được tổng hợp chỗ, được tổng hợp chỗ, và sau khi tổng hợp để tránh bị phá hủy thì nó được lưu trữ, được giữ trữ trong các hạt đặc biệt ở trong đào tương trước synapse. Đấy, được dự trữ, nó tổng hợp xong nó đưa vào các hạt dự trữ ở trong đào tương trước synapse. Sau đó khi mà có kích thần kinh xuống, kích thần kinh từ trung ương xuống thì các cái hạt dự trữ này nó sẽ gì, giải phóng ra. Đấy, nó sẽ, các hạt dự trữ nó sẽ giải phóng ra các cái chất trung gian dẫn truyền mà ở trong các cái hạt dự trữ ấy, để mà tác động lên màng sau synapse. Như vậy nó được tổng hợp chỗ, dự trữ tại chỗ, khi có kích thích thần kinh đến thì nó sẽ giải phóng ra, tác dụng ngay tại chỗ. Thì nó tác dụng ra, nó tác dụng ngay tại chỗ, nghĩa là nó sẽ gắn vào các cái receptor, cái chất, các receptor là chất chúng ta nói này, là cái chất mà nhận biết các chất đặc hiệu này, nó sẽ gắn vào các receptor phía màng sau synapse, nó sinh ra tác dụng. Thì sau khi giải phóng thì 80% sau khi giải phóng một phần các chất trung gian dẫn truyền này, nó sẽ tác động vào các cái màng sau synapse, các receptor màng sau synapse. Có tới 80% các chất vừa được giải phóng ra, các hạt dự trữ giải phóng ra nó sẽ được thu hồi trở lại, nó tiết kiệm chất trung gian dẫn truyền. Nó sẽ 80% chất nó ra vào khe synapse, đúng không? Trước synapse thì có các cái hạt dự trữ, đúng không? Các chất trung gian dẫn truyền. Thế khi giải phóng ra thì nó giải phóng ra thì nó sẽ giải phóng vào cái khe synapse. Từ khe synapse, đúng không? Khe synapse là cái khe giữa trước synapse và màng sau synapse, khe synapse, thì ở cái khe synapse ấy, thì nó sẽ tác động vào cái màng sau synapse và các receptor ở sau synapse, nhưng đồng thời có tới 80% nó lại ngược trở lại trước synapse để nó thu hồi trở lại để nó tiết kiệm chất trung gian dẫn truyền. Đấy là một cái nó cũng liên quan đến tác dụng của thuốc đấy, nó thu hồi đấy. Nghĩa là có cái gì thu hồi trở lại 80% để vào lại trở lại trước synapse.
để nó dự trữ, để gọi là để nó tiết kiệm kết trung gian, nó lại dự trữ để kết trung gian dẫn truyền. Và đấy là cái ngắn gọn nhất về về cái hai hệ này nhá, phẫu và sinh lý và các chất dẫn truyền thần kinh. Thế thì bây giờ chúng ta thấy, người ta thấy thế này, thuốc ảnh hưởng đến chức năng thần kinh vật thì thường là thông qua các chất dẫn truyền thần kinh. Các thuốc mà ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh thì lại thường thông qua chất dẫn truyền thần kinh, nghĩa là thông qua cái gì, thông qua chính hai cái chất chúng ta vừa nói, chất dẫn truyền thần kinh ấy là acetylcholine và cái gì, scopolamine. Với các thuốc thì nó thường thông qua cái chất dẫn truyền, nó tăng chất dẫn truyền, nó giảm chất dẫn truyền, là thường thông qua các chức năng thần kinh thì thường thông qua các chất dẫn truyền. Thì chúng ta thấy là này, với hệ thần, với ví dụ chúng ta nói rằng một thuốc tác dụng mà thông qua cái catecholamine, một thuốc tác dụng vào cơ thể thông qua catecholamine thì nó sẽ tác dụng vào hệ nào, tác dụng vào hệ nào các em? Giao cảm hay phó giao cảm? Giao cảm hay phó giao cảm? Giao cảm. Cả hai. Tác dụng catecholamine thì sao? Giao cảm hay phó giao cảm? Chỉ có một giao hệ cảm. Đúng rồi, chỉ có một hệ là giao cảm thôi. Vì chỉ có hậu hạch giao cảm, hậu hạch giao cảm nó mới là catecholamine. Nên nếu như một thuốc ví dụ như là tác dụng thông qua catecholamine thì chỉ tác dụng vào một hệ giao cảm. Nhưng nếu bây giờ tôi nói rằng cái thuốc này, một thuốc tác dụng thông qua cái dẫn truyền là acetylcholine thì nó tác dụng vào hệ nào? Phó giao cảm hay chưa? Hay chưa giao cảm? Hay gì? Nó tác dụng vào hệ gì? Phó giao cảm. Tác dụng vào mấy hệ đã? Tác dụng vào mấy hệ? Hai hệ. Đúng rồi, cả hai hệ. Nếu mà thông qua acetylcholine tác dụng vào cả hai hệ. Đúng, vào cả hai hệ. Là hệ gì? Giao cảm và phó giao cảm. Nguyễn Mạnh ngay bây giờ mới xin vào đây này. Nửa muộn nửa tiếng rồi nhá. Giờ bạn cho vào, phải cho vào, muốn cho vào bài này không theo dõi từ đầu thì là sẽ rất là khó, cho nên cô cho vào chứ muộn quá rồi. Lớp trưởng các bạn nhé, lớp trưởng nhá. Thì My Phương nhá, nhắc các bạn lần sau vào lớp đúng giờ nhé nhá. Muộn quá rồi cô không cho vào nữa. Thế thì quay trở lại. Thì bây giờ nếu mà tác dụng thông qua acetylcholine thì nó kích thích, nó tác dụng trên cả hai hệ, chưa nói là kích thích hệ ức chế mà tác dụng thông qua cả hai hệ là hệ giao cảm và hệ phó giao cảm. Vì đều có cái chỗ, cái vị trí mà chất trung gian dẫn truyền là acetylcholine. Thì bây giờ nếu mà một thuốc mà tác dụng mà lại thông qua cái acetylcholine, chúng ta thấy là tác dụng nó có phức tạp không? Ví dụ một thuốc mà gì? Tác dụng thông qua nó làm tăng acetylcholine lên. Làm tăng tác dụng của acetylcholine lên. Tác dụng của nó sẽ thế nào các em? Sẽ gì? Thích cả gì? Acetylcholine lên có nghĩa là nó sẽ kích thích cả gì? Cả hai hệ. Đúng không? Bởi vì ở bên hệ giao cảm thì nó gì? Thích vào gì? Cái hạch giao cảm. Yeah, vì hạch giao cảm là acetylcholine. Nó kích thích vào hạch giao cảm. Và từ đấy, từ hạch giao cảm khi mà được kích thích sẽ dẫn truyền tiếp xuống hậu hạch giao cảm. Và tại cái hậu hạch của giao cảm khi được kích thích sẽ tiết ra catecholamine, mà thường là cái noradrenaline, các bạn sẽ tiết ra các, thì là thường là tiết ra cái catecholamine nội sinh có sẵn ở các hạt dự trữ ở đấy rồi. Khi mà kích thích hạch, nó sẽ dẫn truyền tiếp xuống hậu hạch. Tại hậu hạch giao cảm tiết ra catecholamine nội sinh có sẵn ở các hạt dự trữ để mà thể hiện tác dụng của giao cảm. Thế rồi acetylcholine lại kích thích vào cái hạch giao cảm và hậu hạch, hạch phó giao cảm và hậu hạch phó giao cảm thì lại sinh ra cái tác dụng thích phó giao cảm. Không, giờ như thế là gì? Phức tạp, dụng phức tạp. Nếu mà kích thích thông qua catecholamine thì thôi, chỉ có một hệ là giao cảm thể hiện thôi. Thế nhưng mà nếu mà thông qua acetylcholine thì có cả hai hệ bị tác dụng. Thì giờ tác dụng biểu hiện ra ngoài nó sẽ thế nào? Tác dụng biểu hiện ra ngoài trên cơ quan nó sẽ thế nào? Một anh giao cảm thích, xong một anh phó giao cảm lại kích thích, tác dụng rất là phức tạp, khó đánh giá. Cho nên để mặt phân loại theo dược lý, nó không phân loại
nó không phân chia, nó phân không phân chia thành, nó không phân chia thành thành cái thuốc, không phân chia cụ thể là hệ tác dụng trên hệ giao cảm hay phó giao cảm, mà nó sẽ chia thành hai hệ khác theo cái chất dẫn truyền thần kinh, vì là đáp ứng của thuốc là theo chất dẫn truyền thần kinh, cho nên là gì, cho nên là kia nó chia theo hệ theo cái chất dẫn truyền thần kinh, cho nên về phân loại dược lý là nó không phân chia rõ ràng thuốc tác dụng trên hệ giao cảm hay hệ phó giao cảm, không phân như là giải phẫu và sinh lý mà chia làm cách phân loại khác là theo chất trung gian dẫn truyền. Thế và theo dược lý người ta chia làm hai hệ, hai hệ. Thứ nhất người ta gọi là hệ cholinergic, hệ thứ hai gọi là hệ adrenergic. Chữ exic ở dưới là hệ, là thành một hệ thống. Thế thì hệ cholinergic là hệ phản ứng với acetylcholine. Những cái vị trí nào mà phản ứng với acetylcholine người ta gọi là hệ nằm trong hệ cholinergic. Là những cái vị trí nào mà chất trung gian dẫn truyền là acetylcholine thì họ gọi là hệ cholinergic. Vậy nó sẽ bao gồm cái gì? Hệ cholinergic bao gồm hai cái hạch, đúng không? Hạch giao cảm và hạch phó giao cảm. Bao gồm hai cái hạch là hạch giao cảm và hạch phó giao cảm. Hạch giao cảm và hạch phó giao cảm. Đúng chưa? Rồi lại hậu hạch phó giao cảm. Đúng chưa? Hậu hạch phó giao cảm. Đúng chưa? Là ba cái vị trí, và sẽ có một cái vị trí nữa gọi là bản vận động cơ vân. Bản vận động cơ vân tí nữa chúng ta sẽ nói chi tiết sau, nó không thuộc hệ thần kinh thực vật nhưng người ta cũng tiếp vào đây. Đấy, bản đỗ hữu mạnh. Bây giờ mới vào đây này. Hơn nửa tiếng rồi. Cũng cho vào bài này mà không theo từ đầu thì không theo được. Thế thì cholinergic là cái hệ mà phản ứng với acetylcholine, hay là chất trung gian dẫn truyền là acetylcholine, nó sẽ gồm có hai cái hạch, đúng không? Hạch giao cảm, hạch phó giao cảm, hậu hạch phó giao cảm, một vị trí nữa là bản vận động cơ vân. Cơ vân thì nó không nằm trong hệ thống thần kinh thực vật, đúng không? Nhưng mà nó cũng có nhiều đặc điểm giống như là cái giống như là một cái hạch thần kinh thực vật, nên là người ta cũng xếp vào đây. Thì chúng ta cô sẽ giải thích rõ hơn. Còn cái hệ thứ hai là hệ adrenergic. Adrenergic hệ phản ứng với catecholamine. Người ta lấy cái chữ adrenaline, đúng không? Là cái chất đại diện cho hệ, đại diện cho catecholamine. Đấy, là adrenaline là một trong ba chất catecholamine. Người ta gọi là hệ adrenergic, là hệ phản ứng với catecholamine. Thì nó chỉ có hậu hạch giao cảm thôi. Chúng ta vừa phân tích chỉ có vị trí là hậu hạch giao cảm thôi. Đấy là chia làm hai hệ, là hệ cholinergic và hệ adrenergic. Thế trong hệ cholinergic nó nhiều cái vị trí như thế này. Chúng ta thấy có nhiều vị trí thế này thì sao? Thì nó lại chia tiếp. Trong hệ cholinergic thì có nhiều vị trí thì lại chia tiếp. Thì chia tiếp. Thì nó chia tiếp là gì? Là hậu hạch phó giao cảm. Hậu hạch phó giao cảm. Thì người ta thấy rằng bên cạnh tác dụng, bên cạnh cái gì nó bị kích bởi chính cái gì, chất trung gian dẫn truyền là acetylcholine, hậu hạch của phó giao cảm nhé, nó bị kích thích bởi cái chất dẫn truyền là acetylcholine, thì nó còn bị kích thích bởi một cái chất gọi là muscarin, một chất gọi là muscarin. Thì muscarin là một chất người ta thấy thường là gặp trong cái nấm, một số nấm. Đấy, mà cái nấm này là nấm độc nhá, nấm độc đấy. Đấy, khi mà phải nấm độc ở trong thành phần nó có muscarin, muscarin sẽ kích thích hậu hạch phó giao cảm. Những cái người mà ăn phải nấm độc, cái biểu hiện, cái triệu chứng ngộ độc là những cái triệu chứng mà hệ thống, hệ phó giao cảm nó bị kích thích rất là mạnh. Đấy, kích thích rất là mạnh, cái triệu chứng như thế nào chúng ta ở cái cột phía bên tay chúng ta nói lúc nãy, nội đồng thủy mạch co lại, đúng không? Là tim đập rất chậm, rất yếu, cái quản cũng co lại, nghĩa là khó thở, rồi tim đập chậm, yếu, rồi là gì? Nhu động ruột tăng, đấy, nhu động ruột tăng, đấy, là nhân là như là tiêu chảy chẳng hạn,
là nó bị gọi là tăng đái, là ỉa đái dầm dề cho những cái người mà những biểu hiện của cái gì ngộ độc nấm, những độc trong có muscari nhá, muscari. Thế thì đấy là vì thế mà cái hệ hậu hạch phó giao cảm người ta còn gọi là hệ FM, hệ hậu hạch phó giao cảm đấy, còn bị kích thích bởi cái muscarin trong nấm độc ấy, nên người ta lấy chữ muscarin, lấy chữ M là đầu tiên, người ta gọi là hệ M nhá. Như vậy là hậu hạch phó giao cảm. Trong hệ cholinergic, hệ hậu hạch phó giao cảm gọi là hệ M nhá, M. Còn các vị trí khác gọi là hệ N. Sao gọi là hệ N? Bởi vì là nó ngoài cái bị kích thích bởi acetylcholine thì nó còn bị kích thích bởi nicotine, nên lấy chữ bắt đầu bằng chữ N, nicotine, nên là gọi là hệ N, không phải là MN cho nó vần nhau đâu nhá, không phải. Mà hệ M là bị kích thích bởi muscarin, M. Hệ N bị kích thích bởi nicotine là N. Thế hệ N nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ nhiều hơn, nhiều vị trí hơn, nhiều vị trí hơn, bởi vì là gì? M chỉ có một vị trí là hậu hạch phó giao cảm. Còn hệ N nó sẽ gồm có hạch giao cảm, phó giao cảm, là hai cái hạch, hai cái hạch, hạch giao cảm và phó hạch phó giao cảm, đúng không nào? Cái thứ hai là nó gồm có bản vận động vân, bản vận động vân, hôm nay chúng ta nói cũng nằm trong hệ synergic. Bản vận động vân thì nó không thuộc hệ thần kinh thực vật, nhưng người ta cũng xếp vào đây bởi vì bản vận động cơ vân người ta cũng thấy nó có nhiều đặc điểm giống như là một hạch giao cảm, rộng nhiều đặc điểm giống như một bản như là một hạch giao cảm đấy. Giống như bản là thế này, là vì cái bản vận động cơ vân ấy là dây thần kinh chi phối cơ vân, cơ vân chúng ta, cơ vân là cái vân, cơ vân thì là cái cơ hoạt động theo ý muốn, đúng không nào, giơ tay giơ chân bước đi chẳng hạn, là cơ bụng mà chúng ta muốn thở ở thoát bụng vào phình phình bụng ra vân, thì đấy là cái cơ bụng chẳng hạn đấy, thì đấy là cái vân là cái cơ hoạt động theo ý muốn, nên nó không phải là thuộc hệ thần kinh thực vật nhá. Tuy nhiên người ta thấy là gì, cái dây thần kinh chi phối cơ vân nhá, thần kinh chi phối cơ vân đi từ trung ương đến cơ vân cũng là cái điểm dừng đầu tiên, cũng như cái hạch ấy, thần kinh chi phối nó đi từ trung ương ra ngoại biên, nó là điểm dừng đầu tiên nhá. Tại đấy cái bản vận động cơ vân ấy nó cũng tiết ra acetylcholine để kích thích cơ vân. Cái bản vận động của cơ là gì? Bản vận động của cơ là nơi tiếp xúc giữa gì? Bản vận động của cơ là nơi gì? Là nơi mà dây thần kinh chi phối cơ. Đấy, là bản vận động của cơ. Đấy, khớp nối giữa thần kinh cơ để mà gì? Thần kinh chi phối hoạt động làm cơ co giãn, kích thích, thường kích thích nó sẽ làm co cơ. Đấy. Thế thì dây thần kinh chi phối cái hoạt động, chi phối cái hoạt động vân ấy, thì từ trung ương ra đến cơ vân cũng là điểm dừng đầu tiên, giống như cái hạch. Tại đấy cũng tiết ra acetylcholine. Đấy cũng tiết ra acetylcholine để mà nó kích thích cơ. Thì tại cái bản vận động cơ vân ấy thì nó giống như là cái đặc tính của hệ hạch cholinergic, nhưng đồng thời nó cũng bị kích thích bởi nicotine. Cũng bị kích thích, bản vận động của cơ nó cũng bị kích thích bởi nicotine, cho nên nó có nhiều đặc điểm giống như là hệ N, giống như hệ N, cho nên người ta gọi là bản vận động tiếp bản vận động vân vào hệ N. Và ngoài ra thì tùy thượng thận người ta cũng xếp vào hệ N, bởi vì tùy thượng thận là khi mà kích thích vào tùy thượng thận thì nó tiết ra cái gì kìa, môn gì thích vào tủy thượng thận để tiết ra hormone gì? An gì? Cũng tính là gì? Tủy thượng thận thì tiết ra cái gì? Catecholamine ạ. Tiết ra adrenaline, cái chính là adrenaline, đúng không? Catecholamine. Nhưng mà cái chính là tiết ra adrenaline, đúng không? Cái tủy thượng thận thì tiết ra adrenaline. Cho nên là cũng là một trong ba chất của catecholamine. Cho nên tủy thượng thận người ta coi là một hạch giao cảm khổng lồ. Tủy thượng thận coi là một hạch giao khổng lồ. Đấy. Thì tất cả những cái người ta xếp vào hệ N tất, hệ N như vậy, hệ N sẽ phức tạp hơn, nó trong nhiều vị trí hơn. Đấy. À, đối với hệ cholinergic thì chia làm hai hệ nhỏ như thế là hệ M và hệ N. Và ngoài ra thì một số vùng trên thần kinh trung ương thì chất dẫn truyền cũng là acetylcholine, cho nên cũng xếp vào hệ cholinergic, người ta gọi là cholinergic trung ương. Thế thì ở ngoại biên thì với hệ thần kinh thực vật thì người ta sẽ chia làm hệ cholinergic, sẽ chia làm hệ M và hệ N. Đấy.
Thế còn với hệ, này, cho cô hỏi nhá, có ba người vẫn ở ở ba người mà ở phòng chờ là có phải lớp mình không em? Nào. Xuân Đính này, người dùng Zoom à, Phương bây giờ mới Lâm Phương bây giờ mới à. Này. Lâm Phương dạo Bạn này muộn thế. Xuân Đính của lớp em ạ. Bạn Xuân Đính là học lớp IK thứ 01. Bạn Phương sao bây giờ mới vào? Lâm Cô ơi, em Phương. vào bằng hai máy á. À thế à? Vâng ạ. Ừ, thế à? Trước em vào rồi gì? Có rồi gì? Dạ vâng ạ. Cô bảo sao lại này lên. Đính là lớp em mà đấy. Thế thôi rồi. Xuân Đính là lớp em, lớp nào? Đính, bạn Không Xuân một Đính ạ. không một à? Vâng, Đấy nó là không một. muộn quá. Đỗ Hữu Mạnh như Lê Xuân Đính này, muộn quá. Thư Mạnh cũng không một ạ. Xuân Cô Mạnh em không vào một. rồi mà cô. Thế sao lại lúc nãy vừa mới hiện ra Xuân Mạnh cô vừa cho vào, em vừa mới Em vào xong lúc 8 giờ dùng đúng không? tài khoản thứ hai cô ạ. Ngoài điện thoại em hết pin mà. À thế à? Đấy. Đấy. Bây giờ em vào Đính. Ê, Xuân Đính nào là tài hai à? Đúng không? Thế em vào trước rồi gì? Thế Mạnh nào? cô ạ. Ừ, thì có Mạnh như thế này. Không kiểm tra được, giờ kiểm tra thì mất thời gian giảng bài lắm. Cho nên là cô không kiểm tra được, nhưng cô thấy ở đây. Thế còn người dùng Zoom là không có tên thì chắc là ai? Người dùng Zoom biết là ai này, có cho vào không, biết cho vào đến lúc có lại sợ là rồi lại lại thì lại tài khoản lung tinh rồi chứ giờ không cho vào nữa, đến lúc là không biết là thế nào lại lung tung. Thế thì phân loại theo dược lý nhá, thì hệ cholinergic thì chia như thế, còn với hệ adrenergic, với hệ adrenergic thì nó không phải, nó chỉ có một vị trí là gì, là cái hậu hạch giao cảm thôi, không phải chia, thì thế nó không phải chia như hệ cholinergic, hệ MN nữa, mà nhưng mà nó lại phức tạp về mặt receptor, nó phức tạp về mặt receptor. Thì hệ adrenergic nó sẽ chia có hai loại receptor, hai loại receptor là receptor alpha và receptor beta, là hậu hạch của giao cảm đấy, đằng sau synapse ở cái hậu hạch giao cảm thì nó sẽ có hai loại receptor là receptor alpha và receptor beta. Trong receptor alpha thì nó lại chia tiếp alpha 1 và alpha 2. Alpha 1 và alpha 2. Thế thì receptor alpha 1 thường ở màng sau synapse ở cái hậu hạch giao cảm, nó có cái màng trước synapse, có khe synapse rồi có màng sau synapse, đấy là cái đây là cái khớp thần kinh, cái receptor nhá. Thế đối với receptor alpha 1 thường nó nằm ở màng sau synapse, nằm ở màng sau synapse. Đấy. Khi mà các cái chất trung gian dẫn truyền thích vào receptor alpha 1 ở màng sau synapse thì nó tác dụng chủ yếu thể hiện sẽ là gì? Co mạch huyết áp. Khi kích thích receptor alpha 1 sau synapse nó biểu hiện tác dụng chính là co mạch huyết áp. Đấy. Thế còn receptor alpha 2 của giao cảm này, của hậu hạch giao cảm này, nó lại cái lại nó lại thường nằm ở màng trước synapse. Thường thường nó nhá, là đa số là nằm ở màng trước synapse. Và khi mà nó nằm ở màng trước synapse thì nó lại có tác dụng điều hòa. Điều hòa. Nghĩa là khi mà cái chất trung gian dẫn truyền catecholamine tác dụng vào receptor alpha 2 trước synapse thường có tác dụng điều hòa, nghĩa là nó lại chế làm giảm giải phóng catecholamine ở các hạt dự trữ. Điều hòa mà khi mà cái tác dụng của catecholamine kích thích vào receptor sau synapse mạnh nhá, thường là nó có cái có một chất là tác dụng điều hòa lại để nó làm gì? Để nó làm kích vào receptor alpha 2 trước synapse để nó làm giảm bớt cái giải phóng catecholamine ở cái hạt dự trữ da, đấy. Giảm bớt cái tác dụng kích thích giao cảm. Thế cho nên là cái kích vào receptor alpha 2 trước synapse thì lại thường có tác dụng ngược lại là gây giãn mạch hạ huyết áp. Đấy. Thế chúng ta nhớ nhé, cũng là receptor giao cảm, đấy. Cũng là receptor giao cảm alpha, nhưng mà nếu kích thích vào alpha 1 sau synapse thì lại tác dụng huyết áp.
mạch tăng huyết áp nhưng kích thích vào receptor alpha 2 trước sinat lại có tác dụng điều hòa, lại ngược lại làm giãn mạch hạ huyết áp, nên nó nói khi kích thích vào alpha adrenergic là tác dụng không phải giống nhau trên huyết áp đâu nhé, không phải tác dụng giống nhau mà tác dụng ngược nhau trên huyết áp nhé. Thế nào, câu hỏi bạn Đỗ Minh Châu. Đỗ Minh Châu là của lớp mấy, bây giờ mới vào à, thế nào, đi muộn thế này mất thì giờ bạn lắm. Đỗ Minh Châu của 01 ạ. 01 ạ, đấy. Làm sao mà lại đến bây giờ mới thấy xin vào được phòng chờ thế này. Không cho vào thì còn bài dài lắm. Mà lại không cho vào không là là mất bài. Bài này là khó. Được chưa nào? Thì đấy là cái tác dụng nhá. Tác dụng à, hệ receptor của hệ adrenergic thì chia làm hai loại là alpha và beta. Alpha lại chia làm alpha 1 và alpha 2. Tác dụng ngược nhau trên huyết áp. Còn beta, receptor beta. Còn phức tạp hơn. Receptor beta thì lại chia làm ba loại. Ba loại, B1, B2, B3, bây giờ tiến tới là còn tìm B4 nữa nhá. Thế thì receptor beta adrenergic, beta giao cảm, chúng ta gọi beta adrenergic hoặc beta giao cảm thì nó chỉ có hậu hạch giao cảm thôi mà. Thì nó sẽ gồm có nhất là bây giờ là ba loại receptor, tìm thấy được vai trò rõ ràng. Receptor beta 1 sau sinat. Cả ba receptor beta 1, beta 2, beta 3 đều nằm sau sinat. Đều nằm sau sinat, nó không như alpha 1 trước sinat, alpha 1 ở trên vừa nói thì sau sinat mà alpha 2 trước sinat đâu. Mà cả ba receptor beta 1, beta 2, beta 3 đều nằm sau sinat. Thế thì receptor beta 1 nằm ở đâu? Thì chủ yếu là gì? Receptor beta 1 chủ yếu là ở tim. Đấy. Khi kích thích beta 1 thì làm tim đập nhanh đập mạnh. Nghĩa là cái tác dụng khi chúng ta nói khi kích thích giao cảm làm tim đập nhanh đập mạnh, đấy là kích thích vào beta 1 ở tim. Receptor tim là receptor beta 1. Đấy là chính là chủ yếu. Và nó tác dụng trên cái chuyển hóa lipid, làm tăng chuyển hóa lipid. Bởi vì kích thích giao cảm thì làm tăng chuyển hóa lipid, phân hủy lipid. Cái tác dụng ấy là tác dụng beta 1. Là receptor beta 1 thích vào tim đập nhanh mạnh và chuyển hóa lipid. Còn receptor beta 2 thì nó ở đâu? Nhiều các cơ trơn. Nhiều các cơ trơn nhá. Khi kích thích thì sẽ làm giãn các cơ trơn. Kích thích beta 2 các cơ trơn làm giãn các cơ trơn. Ví dụ nó làm giãn cơ trơn phế quản. Cơ trơn phế quản. Nên cái thuốc mà kích thích beta 2 giao cảm là cái thuốc mà chữa hen chủ yếu đấy, xịt hen đấy, đấy giãn phế quản đấy là beta 2 đấy, kích thích beta 2 đấy ở cơ trơn phế quản. Nó làm giãn cơ trơn phế quản, giãn cơ trơn tử cung. Giãn mạch. Là nó ở trên một số cơ trơn, và khi mà kích thích receptor beta 2 giao cảm, beta 2 adrenergic ấy thì nó sẽ gây giãn cơ trơn phế quản, cung và giãn mạch. Mạch giãn ra. Đây trên các cái cơ trơn và trên chuyển hóa thì nó ảnh hưởng đến chuyển hóa glucid. Cái phân hủy glycogen thành glucose. Nên nó làm tăng glucose máu. Kích thích giao cảm là beta giao cảm, beta 2 giao cảm là beta 2 adrenergic thì làm glucose máu nhá. Thì đấy là receptor nhá. Beta 1 nhớ là tim chuyển hóa lipid. Beta 2 là giãn các cơ trơn, khí quản, cung mạch, giãn mạch và gì? Chuyển hóa glucid. Thì chúng ta dễ nhớ. Đấy. Thế thì chúng ta nhớ là bây giờ cái mạch này. Mạch ở đây nhá. Cái mạch ở đây thì kích thích beta 2 nó làm giãn mạch. Cũng là kích thích giao cảm đấy, beta giao cảm, beta adrenergic hay là beta giao cảm thế thì lại gây giãn mạch. Trên cái mạch là các em phải lưu ý trên cái mạch ấy là có hai loại receptor nhá. Receptor alpha 1 sau sinat mà. Sau sinat là ở cơ quan thích vào receptor alpha 1 như lần trước, cái slide trước nhá. Nó lại làm co mạch. Đây. Thích vào receptor alpha 1 thì lại gây co mạch huyết áp. Nhưng nếu kích thích vào receptor beta 2 thì lại gây giãn mạch. Tác dụng ngược lại. Cho nên trên mạch khi mà kích giao cảm phải lưu ý nhé, tùy những mạch có những cái vị trí, ví dụ có những mạch thì alpha 1 chiếm ưu thế
cái mạch ấy co lại. Nhưng mà khi có những mạch beta 2 chiếm ưu thế thì cái mạch ấy lại giãn ra. Cái mạch giãn ra. Cho nên khi kích thích giao cảm, không phải mọi cái mạch máu trong cơ thể nó đều co lại đâu. Mà nó alpha 1 thì nó mới co. Còn nếu nó là gì trên cái mạch ấy mà lại beta 2 chiếm ưu thế thì mạch lại giãn ra. Đấy nhá, là mạch lại giãn ra. Em thưa cô, cho em hỏi là cho em hỏi là nếu như vậy cái em thấy cái alpha 2 cũng có thể gây giãn mạch ấy, thì mình nên cân nhắc dùng alpha 2 hay beta 2 thì đúng ạ? Không, chưa còn lâu, tin em sẽ học còn dài lắm, bài còn dài lắm, em sẽ hỏi sau nhá. Bài còn dài lắm, bây giờ mới đây là phân loại thôi nhá. Còn tất cả về sau không phải phân loại thôi nhá. Còn cái bài này dài lắm, tí nữa thì sẽ giải thích dần nhá. Nhưng mà cái này đây mới là phân loại, chưa đi vào thuốc nào cả đâu, chưa đi vào cái thuốc nào cả. Thì cái giãn mạch là cô đang nói tiếp đã nhá. Không phải là dùng đơn độc, chưa đã chọn ngay thuốc nào đâu nhá. Điều trị nó còn phức tạp lắm chứ nó không phải đơn giản như thế đâu nhá. Còn thế thì cái receptor bây giờ chúng ta nói rằng là cái kích thích vào giao thích thần kinh giao cảm làm thì được nhanh mạnh thì chắc chắn là kích thích ở beta 1 rồi nhá. Nhưng mà co lại, kích thích giao cảm thường nói rằng tim đập nhanh mạnh, mạch co huyết áp tăng. Tim đập nhanh mạnh thì chắc chắn vào beta 1 rồi. Nhưng mà cái mạch co lại, kích thích giao cảm chỉ là tương đối thôi. Nó chỉ là tương đối thôi. Nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Khi kích thích vào giao cảm thì có chỗ mạch co, có chỗ mạch giãn. Đúng không? Ở những vị trí nào mà mạch gì? Alpha 1 chiếm ưu thế thì mạch co. Nhưng vị trí nào beta 2 chiếm ưu thế thì mạch giãn. Nhưng mà tổng hợp lại thì cái co nó vẫn nhiều hơn cái giãn. Ví dụ co nó là 3 cộng mà giãn chỉ là 2 cộng hay 1 cộng thôi thì cộng lại nó vẫn là dương. Cho nên người ta vẫn gọi là kích thích giao cảm thì là gì? Là co mạch huyết áp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đây là gì? Tổng hợp cái vừa co vừa giãn. Một cái chia sẻ chung. Đấy. Thế thì chúng ta thấy là cái tác dụng trên mạch giao thích giao cảm là nó phức tạp lắm và sẽ có cái cách ứng dụng khác nhau chứ không phải là lúc nào cũng ứng dụng được đâu. Muốn co hay giãn mạch chỉ dùng một thuốc mà nó tác dụng cả gì, một hệ giao cảm đây này, thích giao cảm đây là nó kích thích cả gì, nó ảnh hưởng, có thể cả ảnh hưởng alpha 1, cả ảnh hưởng beta 2. Đây là chúng ta là phân loại như thế đã nhá, áp dụng sẽ tính sao, từng thuốc một tác dụng vào chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu thì chúng ta ứng dụng. Thế thì đấy là về cái receptor beta 2. Thế còn hiện nay thì cái receptor beta 1, beta 2 được ứng dụng rất là nhiều. Các thuốc tác dụng trên beta 1, các thuốc tác dụng trên beta 2 rất là nhiều. Thế còn receptor beta 3 thì người ta tìm thấy chủ yếu ở mô mỡ. Nhưng ở mô mỡ, kích thích beta 3 thì làm tăng cái sự phân hủy lipid. Như giống như một cái tác dụng của cái beta 1 thôi. Beta 3 thì chưa có cái thuốc áp dụng lâm sàng, nên chủ yếu chúng ta sẽ nói về hai cái thuốc tác dụng trên beta 1 và beta 2. Đấy, thế đấy là phân loại theo hệ beta adrenergic. Chưa? Chúng ta có gì? Phân loại theo dược lý thì hai hệ, đúng không? Là hệ cholinergic và hệ adrenergic. Hệ cholinergic nhiều vị trí phức tạp cho nên nó chia tiếp thành hệ M, hệ N. Thế còn hệ adrenergic thì lại không phải chia hệ nhỏ nữa nhưng mà phức về mặt receptor. Alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2. Được chưa? Đấy là giờ chúng ta nên gì? Giờ các cái thuốc mà kích thích hệ thần kinh thực vật. Chúng ta biết là các thuốc tác dụng trên hệ thần kinh nói chung và hệ thần kinh thực vật nói riêng thì thường thông qua các chất dẫn truyền kinh. Qua các chất dẫn truyền thần kinh, cho nên những cái thuốc mà có khả năng thích vào hệ thần kinh thực vật là những thuốc ví dụ tác dụng nó làm tổng hợp dẫn truyền thần kinh, thuốc kích vào hệ nghĩa là tăng hoạt động của hệ thì nó sẽ tăng tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh. Cái thứ hai là nó ức chế các enzyme phân hủy các chất dẫn truyền thần kinh, nó làm cho cái lượng chất dẫn truyền này không bị phân hủy đi thì nó cũng nồng độ cao và nó tác dụng mạnh vào đây. Đấy. Thứ ba là nó ngăn cản thu hồi các chất dẫn truyền thần kinh, đúng không? Bởi vì 80% nó thu hồi lại vào trước synapse, thì bây giờ nếu nó ngăn cản thu hồi thì cái lượng các trung gian dẫn truyền ở khe synapse nó nhiều lên, nó sẽ cũng tác động vào receptor sau synapse mạnh hơn. Đấy, cho nên kích thích hoặc là nó kích thích vào các receptor sau synapse. Có nhiều cách
Đấy, có nhiều cách mà để kích thích một một thuốc có tác dụng kích thích hệ thần kinh thực vật. Nhưng ngược lại các thuốc ức chế hệ thần kinh thực vật thì nó cũng có thể là gì? Ngăn cản tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh. Ngăn cản sự tổng hợp. Bởi vì các chất dẫn truyền thần kinh thì nó tổng hợp gì? Nó được tổng hợp ngay ở gì? Tổng hợp ngay ở tức sinát, tổng hợp tại chỗ. Nó được dự trữ vào gì? Cái hạt dự trữ được giải phóng ra. Bây giờ nếu mà ức chế thì bằng cách nó ngăn tổng hợp. Ngăn tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh thì nó sẽ không có trong hạt dự trữ nữa, đúng không? Và xung tác thần kinh đến nó không có gì giải phóng ra, nó ức chế. Hay là ngăn cản giải phóng, ngăn cản tổng hợp. Đấy. Thứ hai là tổng hợp rồi đưa vào các hạt dự trữ thì nó ngăn cản giải phóng, không giải phóng ra được thì cũng không tác dụng vào receptor. Cuối cùng là nó để phong tỏa chính bản thân cái receptor, bao vây cái receptor làm cho chất trung gian dẫn truyền không còn nơi tác dụng nữa. Đấy là ức chế trực tiếp, chế trên hệ thần kinh thực vật. Đó là các thuốc dụng vào hệ thần kinh thực vật có thể là kích thích, có thể là ức chế, và có thể cái phương thức dụng có thể như thế này, thông qua các chất trung gian dẫn truyền để mà kích thích hoặc ức chế hệ thần kinh thực vật. Đấy là những cái khái niệm gọi là chúng ta gọi là những khái niệm cơ bản trước khi đi vào bài. Cương nhắc lại phẫu thuật sinh lý, đúng không? Mất một tiếng đồng hồ rồi đấy. Thế và gì, phân loại theo dược lý nó khác phân loại theo giải phẫu và sinh lý. Bây giờ chúng ta bây giờ mới là đi vào bài chính. Bây giờ mới là đi vào bài chính. Thuốc tác dụng trên hệ cột, chúng ta sẽ có thuốc tác dụng trên hệ linergic. Chúng ta lại có thuốc tác dụng trên hệ linergic. Thế thì chúng ta có thuốc tác dụng trên hệ linergic, chúng ta lại có thuốc tác dụng trên hệ linergic. Có hai cái mảng lớn như thế, hai cái mảng lớn như thế. Và chúng ta đi vào thuốc đầu tiên là thuốc tác dụng trên hệ. Ngọc Huy ở đâu mà bây giờ mới xin vào thế này? Ngọc Huy lớp nào em? E5. Không có lớp nào đâu. Bởi em sẽ là chỉ học lớp 1, lớp 2 thôi. Thế lại có E5 Trần Ngọc Huy thì chả biết đâu. Và đưa vào nhầm rồi. Thôi. Không có vào nữa cho nó vào. Thì có tác dụng trên hệ linergic và chúng ta có thuốc tác dụng trên hệ linergic. Bây giờ thuốc tác dụng trên hệ polinergic thì chúng ta sẽ phải học 5 nhóm nhỏ. Nhóm thứ nhất là gì? Đầu tiên là thuốc kích thích hệ M. Chúng ta có thuốc kích thích hệ N. Đấy. Thì trong cái thuốc kích thích hệ M chúng ta có thuốc tác dụng trên hệ M, là có thuốc tác dụng trên hệ N. Đúng không? Colinergic thì chia làm hệ M và hệ N. Cho nên chúng ta có thuốc tác dụng trên hệ M rồi lại có thuốc tác dụng trên hệ N. Cho nên là trong cái thuốc tác dụng trên hệ M thì có thuốc kích thích và thuốc ức chế. Trong thuốc tác dụng trên hệ N thì lại có thuốc kích thích và thuốc ức chế. Là 4 rồi, đúng không? 4 rồi. Và cuối cùng một cái nhóm nữa chúng ta phải học là thuốc kháng cholinesterase. Cholinesterase viết tắt là CHE. Chúng ta sẽ nói rất nhiều phía sau. Thế thì cái enzyme cholinesterase là enzyme phân hủy acetylcholine, là enzyme mà phân hủy acetylcholine, cho nên là nó cũng sẽ liên quan đến tác dụng của trên hệ M và trên hệ N. Cho nên chúng ta sẽ có nhóm thuốc thứ năm là thuốc kháng cholinesterase nhé. Thế thì chúng ta hệ trên hệ cholinergic chúng ta sẽ học 5 nhóm và lần lượt chúng ta sẽ phải học 5 nhóm này nhé, trước khi mà đi vào cái hệ thứ hai. Thì hệ kích thích hệ M. Nhất thuốc kích thích hệ M nhá. Thuốc kích thích hệ M thì đầu tiên chúng ta nói là acetylcholine là chính cái chất mà chúng ta dẫn truyền acetylcholine. Thế acetylcholine thì được tổng hợp từ choline cộng acetylcholine coenzyme. Tổng hợp choline và acetylcholine coenzyme. Sau khi tổng hợp thì nó cũng sẽ vào các hạt dự trữ ở đầu mút thần kinh. Thế thì được giải phóng ra khi mà có xung tác thần kinh đến. Thì những vị trí nào mà có acetylcholine nó sẽ được giải phóng ra. Khi giải phóng ra nó sẽ tác dụng lên các receptor của hệ M, hệ N, một số vùng trên thần kinh trung ương, cũng là cái hệ cholinergic trung ương. Thế thì acetylcholine sẽ bị chuyển hóa rất nhanh. Acetylcholine sẽ bị chuyển hóa rất nhanh, phá hủy rất nhanh ấy. Bởi cholinesterase, như vừa nói, bởi cholinesterase để trở thành choline và acid acetic, choline lại quay trở lại để mà gì, tiết kiệm
chất lại quay trở lại để hợp lại cái acin choline, thì choline lại được tận dụng. Thế là thì cái choline esterase là cái enzyme phá hủy rất nhanh acin choline, tốc độ phá hủy rất nhanh, cho nên cái thời gian duy trì, thời gian tồn tại của acetin choline rất là ngắn, cho nên cái tác dụng của acetin choline thường là ngắn thì nó phá hủy nhanh. Đấy. Thế thì trong cơ thể chúng ta có hai loại choline esterase, có hai loại. Một là choline esterase thật, choline người ta gọi là thật là vì nó có tác dụng thật sự, nó khu trú ở các neuron thần kinh. Đấy. Khu trú các neuron thần kinh. Nó thường là ở các cái khe synapse, để mà nó làm mất tác dụng acetin choline ở khe synapse. Gọi là choline esterase thật. Thế còn cái loại thứ hai là choline esterase giả. Giả có nghĩa là nó không nằm khe synapse mà nó thường là ở huyết tương, ở trong gan vân vân. Thì cái chưa rõ cái tác dụng choline esterase giả, nhưng mà thường nó sẽ tăng giảm song song với choline esterase thật, nên người ta cũng tận dụng cái choline esterase giả trong một số trường hợp nhá, sẽ nói về sau. Thì đấy là có hai loại choline esterase nhá. Thật là phải ở thần kinh phá hủy được acetin choline của cái khe synapse. Thì acetin choline nhá, tác dụng là gì? Chúng ta biết là acetylcholine sẽ tác dụng cả trên, nó là chất trung gian dẫn truyền của cả hệ M và hệ N. Cho nên nó tác dụng thích hệ M và hệ N. Thì với liều thấp ưu tiên kích thích trên hệ M. Và khi mà nó kích thích hệ M thì sẽ kích thích tác dụng gì? Gây tác dụng gì? M là hệ ở đâu? Ok. M là hệ hậu hạch gì? Nói hệ M là hệ hậu hạch phó giao cảm, đúng chưa? Hậu hạch phó giao cảm. Cho nên khi kích thích acetin choline, kích thích liều thấp, kích thích vào hệ M thể hiện tác dụng ở gì? Kích thích phó giao cảm. Có nghĩa là cái cột bên phải cô nói lúc nãy được biểu hiện tác dụng kích thích của phó giao cảm, đúng chưa? Đấy. Thế còn với liều cao, thì lúc này nó mới kích thích vào hệ N. Liều thấp chỉ kích thích vào hệ M thôi nhé. Thế còn liều cao thì nó mới kích thích được vào hệ N. Đấy. Mà chúng ta biết là hệ N sẽ gồm có hai cái hạch, đúng không? Là hạch giao cảm, phó giao cảm đã. Cho nên là gì? Đồng thời là nó có cả bản vận động vân nữa, đúng không? Phân tích lúc đấy. Thì khi kích thích vào hệ N thì chúng ta sẽ là kích thích vào cả hai hệ rồi, đúng không? Hệ giao cảm và phó giao cảm rồi. Cái hạch giao cảm kích thích vào hạch giao cảm thì sẽ dẫn truyền xuống hậu hạch giao cảm, giải phóng ra catecholamine nội sinh kích thích giao cảm. Kích thích vào phó giao cảm tất nhiên là gì? Nó lại truyền xuống ở dưới, nó cũng vẫn là acetin choline dưới hậu hạch phó giao cảm. Cho nên tác dụng phức tạp, gọi là tác dụng phức tạp trên cả hệ giao cảm và hệ phó giao cảm. Nếu tác dụng vào hệ N thì tác dụng trên hệ phó giao cảm, giao cảm hệ phó giao cảm. Nên là nếu mà dùng một cái chất, nếu mà dùng ta muốn thể hiện một tác dụng thôi, bởi vì tác dụng trên cả hai hệ, ví dụ trên huyết áp đi, trên huyết áp không, cái hệ giao cảm làm gì huyết áp gì không, nhưng mà kích thích vào hệ phó giao cảm lại làm huyết áp đấy. Cho nên giờ người ta thấy rằng giờ nếu người ta muốn là chỉ tác dụng trên thể hiện tác dụng trên một hệ thôi, người ta có thể dùng cái thuốc, một loại thuốc để phong tỏa cái hệ phó giao cảm, đấy là atropine. Đấy là atropine, người ta dùng một thuốc, nếu chúng ta sẽ nói atropine. Thì atropine là cái thuốc mà chỉ phong tỏa hệ phó giao cảm thôi. Đấy. Phong tỏa hệ M phó giao cảm. Nên nếu người ta dùng atropine, nếu là mất tác dụng hệ phó giao cảm rồi thì cái tác dụng của cái acetin choline lại là gì? Làm tăng huyết áp. Đúng chưa? Chỉ tác dụng trên hệ giao cảm thôi thì huyết áp lại đấy. Đấy là cái tác dụng nhá. Các em hiểu chỗ này chưa? Acetin choline tác dụng vào hệ N cùng cả hệ giao cảm và phó giao cảm. Chúng ta phong tỏa hệ giao cảm, mất tác dụng hệ phó giao cảm đi rồi, bằng atropine rồi, thì chỉ còn tác dụng trên hệ giao cảm thôi, có nghĩa là acetin choline lúc này làm tăng huyết áp. Thế huyết áp. Đấy là thích vào hệ
N. Thế ngoài ra thì hệ N nó còn cái bản vận động của cơ vân nữa. Nên thích vào hệ N của cơ vân thì nó sẽ gây ra hệ co cơ vân. Cơ vân. Đấy là cái tác dụng liều cao, tác dụng phức tạp. Đấy. Tác dụng liều cao, tác dụng phức tạp. Đấy. Thế đấy là về cái tác dụng của acetylcholine. Thế còn trên thần kinh trung ương thì cái neuron giao cảm trung ương đấy thì nó thích thể làm phản xạ thủy tăng giải phóng các hormone. Đấy là tác dụng của acetylcholine phức tạp. Đấy, chỉ có liều thấp thì kích thích hệ M, thích hệ M thì thấy biểu hiện một xu hướng một dụng là kích thích giao cảm, còn liều cao thì rất phức tạp, rất phức tạp. Thì cái tác dụng nó biểu hiện cả trên hệ M, cả trên hệ cả trên hệ giao cảm, cả hệ phó giao cảm và trên bản vận động của cơ vân nữa. Thì acetylcholine thì chúng ta biết là bị phá hủy rất là nhanh bởi choline esterase, nên nhìn chung nó sẽ ít dùng trong lâm sàng, bởi vì tác dụng thời gian tác dụng nó rất ngắn, tác dụng ngắn quá nhé, ngắn cho nên ít được dùng trong lâm sàng. Thế thì nó được chỉ định trong một số trường hợp thôi, chỉ định trong một số trường hợp ví dụ như tắc mạch đầu chi, bệnh Raynaud, tắc mạch đầu chi nhé. Đấy, tắc mạch đầu chi chúng ta biết các cái đầu chi này nó chỉ có cái mạch máu hai bên nó nuôi dưỡng thôi, nếu mà tắc mạch đầu chi là gì, có thể là nặng là hoại tử cái đầu chi này. Đấy, tê bì đau nhức rồi hoại tử đầu chi, cho nên người ta cần cái tác dụng giãn mạch nhanh của acetylcholine, người ta dùng liều thấp. Thường là cái tác dụng này là người ta dùng thường dùng liều thấp để kích thích vào hệ phó giao cảm thôi, người ta không dùng liều cao. Hệ N thì phức tạp lắm. Đấy. Thế thì kích thích liều thấp kích thích phải M thôi, trong tắc mạch đầu chi cho nó giãn mạch nhanh, máu đang ứ trệ ở đấy, bây giờ cho mạch nó giãn ra, ít nhất là cho máu lưu thông trong thời gian ngắn thôi, nhưng mà nó cũng nuôi dưỡng được cái phần. Cho nên mạch đầu chi hoặc là hòa nhịp nhanh kịch phát, nhịp tim nhanh kịch phát, người ta dùng thuốc liều thấp để mà gì, tác dụng lên phó giao cảm được chậm, chậm lại, yếu đi được chậm lại. Trường hợp tăng nhãn áp, nhân bị tăng nhãn áp, đang tăng nhãn áp mạch mạnh, đúng không? Có thể không xử lý ngay là nguy hiểm. Đến có thể nguy hiểm cái thị giác sau này, có cái mù tăng nhãn áp, tăng cũng như người tăng huyết áp đấy, nguy hiểm phải xử trí ngay. Trong trường hợp nặng ấy, đấy, trong trường hợp tăng huyết áp mạnh ấy, đấy, thì là người ta phải gì, dùng cái acetylcholine, người ta sẽ nhỏ vào mắt chẳng hạn, đấy nhá, đấy nhỏ vào mắt, hoặc là người ta tiêm, cái uống là bị phân hủy, acetylcholine uống phân hủy phải tiêm nhá, thì sao, thì đồng tử mắt nó sẽ co lại đúng không, kích vào phó giao cảm, đồng tử mắt co lại thì nó sẽ làm giảm cái áp lực, nó làm giảm cái thông dịch nhãn cầu, nó đỡ tăng, đỡ làm giảm được nhãn áp. Đấy. Thì người ta làm co đồng tử, có thể là trường hợp mà làm nhãn áp cũng để giảm nhãn áp, hoặc là co đồng tử trong cái phẫu thuật mắt chẳng hạn. Đấy. Thì trong một số cái áp dụng mà cái nhãn áp cũng là trường hợp nhãn áp cao đấy, người ta nhiều thì người ta mới làm cho nó gì, nó nhanh đồng tử lại thì nó giảm cái áp lực trên dịch nhãn cầu, thì nó sẽ thông dịch nhãn cầu, nó sẽ đỡ cái tăng nhãn áp đấy, hoặc là co đồng tử. Thế như vậy trong một số trường hợp, ít trường hợp như thế này thì người ta cần tác dụng nhanh nhá, thì người ta dùng cái acetylcholine bằng đường nhỏ mắt hoặc là bằng đường tiêm đấy. Thế còn đa số trong lâm sàng ít dùng là vì nó bị phá hủy rất nhanh nhá. Đấy là acetylcholine. Thế nhưng mà acetylcholine mà có dùng, thông thường người ta chỉ dùng cái liều thấp nhá, đủ để kích thích hệ M, hệ phó giao cảm thôi, còn liều cao ta không dùng, nó tác dụng nó phức tạp lắm. Thế thì acetylcholine nó bị phá hủy rất là nhanh. Cho nên là người ta nghiên cứu và sẽ tìm ra cái chất, cái thuốc khác tác dụng tương tự acetylcholine nhưng mà thời gian tác dụng lại dài hơn. Ta gọi là các cái estercholine, gọi là các cái estercholine. Thì các cái estercholine thì nó sẽ ít bị phân hủy bởi choline esterase nên thời gian tác dụng dài hơn. Nó có thể dùng được cả bằng đường uống hoặc đường tiêm. Thì cái thuận lợi nhá. Lợi. Nên là người ta áp dụng nhiều hơn trong lâm sàng. Nhiều hơn trong lâm sàng. Ví dụ như là trong những trường hợp sau mổ. Đấy, sau mổ. Ví dụ như là bị cứng bụng, thì hơi. Đấy. Liệt ruột. Hoặc là bí đái sau mổ. Người ta có thể dùng cho bệnh nhân uống hoặc tiêm những cái thuốc này. Vì sau mổ thì thường là gì, nhất là bị bệnh nhân đúng không, sau mổ thì thường là bị người ta gọi là liệt ruột cơ năng,
liệt ruột cơ năng là gì, cứng bụng đầy hơi, cho nên là đi đái, người ta phải thông đái, thông mổ. Đấy là liệt ruột, nên là sau khi mổ thường là nhất là mổ vùng ruột là không, bệnh nhân thường không được ăn ngay gì đâu, nó không được ăn ngay gì cả mà phải truyền, phải truyền. Khi nào bệnh nhân mà gì, bác sĩ đi buồng hoặc là điều dưỡng hỏi bệnh nhân là đã trung tiện được chưa, đúng không, đã trung tiện được chưa, lúc ấy bệnh nhân mới bắt đầu được ăn uống trở lại nhẹ nhàng, ăn cháo, ăn súp, ăn sữa, dần dần mới tới ăn cơm. Cái dấu hiệu trung tiện được chứng tỏ rằng gì, chứng tỏ rằng nhu động ruột đã quay trở lại, nhu động ruột đã quay trở lại, là đã trở lại được rồi thì bắt đầu mới ăn uống được, chứ chưa có nhu động ruột làm sao ăn được, phải sống bằng đường truyền thôi. Thì thông thường thì sau độ ngày một hai ngày thôi thì là cái nhu động ruột nó lại trở lại, bệnh nhân lại trung tiện được và bệnh nhân lại đi giải được, không phải đặt sông nữa đấy, không phải đặt sông bằng tăng nữa. Thế nhưng mà trong một số trường hợp thì nó lâu quá đấy. Lâu quá nghĩa là sau đến ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn chưa có cái bệnh nhân chưa có nhu động ruột trở lại hoặc là chưa đi giải lại được, thì người ta phải dùng cái thuốc này để kích thích, đúng không? Kích thích phó giao cảm ruột bằng tăng, thì kích thích phó giao cảm làm nhu động ruột tiết dịch, nó làm tăng thích co bóp cơ trơn bằng quang, gây cho bệnh nhân có thể tự đái được. Nên là người ta có cái thuốc các acetylcholine khác, người ta có acetylcholine này, người ta có thể là điều dùng để điều trị chướng bụng đầy hơi hoặc liệt ruột đi đái sau mổ, các thuốc tự betanecol, các bacoline, vân vân. Tại thế đấy là một số ví dụ ứng dụng nhá. Thế còn trong cái thuốc kích hệ M thì nó còn có một cái thuốc, không gọi là thuốc mà gọi là một cái chất độc, là muscarin, đúng không? Là hệ M bắt đầu từ muscarin thì gặp khi ngộ độc nấm thôi chứ không dùng trong điều trị. Gặp khi ngộ độc nấm, những người đi rừng ăn phải những cái nấm độc ấy nhá, thì nó sẽ gây động vào hệ M, nó kích thích mạnh hệ M, mạnh hơn acetylcholine tới 5 đến 6 lần. Mà nó không bị choline esterase phá hủy cho nên ở lại rất là lâu. Kích thích vừa kích thích hệ M làm biểu hiện không gì, có giao cảm rất là mạnh mà lại không bị choline esterase phá hủy cho nên tác dụng rất lâu. Vì vậy mà gì, ngộ độc nấm rất nguy hiểm. Độc nấm rất nguy hiểm. Thì mà không cứu ngay là bệnh nhân có thể tử vong. Nên là khi mà điều trị, khi mà bệnh nhân ngộ độc ăn phải hỏi tiền sử bệnh sử bệnh nhân này là như thế nào, phải lần thì mà chúng ta nghi rằng là bệnh nhân ngộ độc ăn phải nấm độc thì điều trị giờ gì, cách điều trị là gì, là phải tiêm một cái chất mà gì, ức chế hệ M, tiêm một cái chất mà ức chế hệ M, đấy là atropin, phải tiêm liều cao atropin tĩnh mạch liều cao. Đấy là về cái để mà ức chế hệ M. Đấy, đối kháng lại tác dụng của muscarin. Đấy là về các cái tác dụng nhá. Thuốc kích hệ M thì chúng ta học cái như thế, thuốc kích hệ M. Theo là thuốc, nhóm thuốc thứ hai là thuốc ức chế hệ M. Nhóm thuốc thứ hai là thuốc ức chế hệ M. Thuốc ức chế hệ M thì thuốc đầu tiên là ức chế hệ hậu hạch phó giao cảm. Thì thuốc đầu tiên là atropin thì là một thuốc, là thuốc atropin thì là một thuốc mà nó là nguồn gốc từ thực vật, nó làm alkaloid, bản chất nó là nguồn gốc từ thực vật là alkaloid, lấy trong cái cây benladon ở Việt Nam chúng ta thì là cây cải độc dược, độc dược và có atropin là một thành phần. Thế thì atropin thì hấp thu tốt qua đường uống, atropin hấp thu tốt qua đường uống nhá. Và sinh khả dụng nó được độ khoảng và tốt nhưng tốt vừa thôi. Đấy, sinh khả dụng nó khoảng độ 50%. Nó có thể tiêm đường tiêm nhá, dùng đường tiêm hoặc là có trường hợp nhỏ mắt atropin. Có thể nhỏ mắt atropin. Thì nhỏ mắt atropin để làm gì? Để đồng tử mắt. Đồng tử mắt làm sao? Atropin là ức chế hệ M cho nên tác dụng sẽ gì? Tương tự như là gì? Chế phó giao cảm đấy. Chế phó giao cảm đấy, ức chế hệ M cho giao cảm. Tác dụng nó tương tự như theo cái hướng là kích giao cảm. Nghĩa đồng tử mắt nó giãn ra đấy. Đấy. Atropin là nhỏ mắt làm đồng tử mắt giãn ra. Đấy. Trong trường hợp ví dụ người ta soi đáy mắt, điều trị một số bệnh về mắt, người ta nhỏ atropin vào mắt, thể đường uống, đường tiêm bằng nhỏ mắt. Phân bố rộng nhá, chuyển hóa qua gan, thải trừ qua nước tiểu. Thế thì tác dụng của atropin là gì? Atropin nó nhấn mạnh tác dụng là gì? Tác dụng atropin là đối kháng tranh chấp với acetylcholine receptor M.
dụng của nó là đối kháng tranh chấp với acetylcholine receptor M, receptor phó giao cảm, đối kháng tranh chấp. Đấy, nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ cũng gắn vào đúng một cái vị trí gắn của acetylcholine receptor M, tranh chấp vào cùng một vị trí. Đấy. Thế và khi mà atropine gắn được thì acetylcholine sẽ không gắn được nữa. Cũng như là cái phần bài trước của đã nói, cái bài đối kháng dụng bài dạy. Thế thì tác dụng nó là tác dụng ức chế phó giao cảm. Tác dụng của nó là tác dụng chế phó giao cảm. Cho nên tác dụng sẽ nghiêng về cái hướng là theo cái hướng là gì? Giống như là giao cảm. Giống như là kích giao cảm, nhưng mà không thể nói tác dụng mạnh như kích giao cảm được, bởi vì đây nó chỉ là ức chế phó giao cảm thì nó gây nên tình trạng gọi là gì? Cường giao cảm gián tiếp. Như cô nói ngay từ đầu tiên, cái ức chế phó giao cảm xuống thì cái giao cảm vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng mà nó vẫn là trội hơn do anh phó giao cảm bị ức chế. Cho nên là tác dụng sẽ thiên về cái hướng nó thể hiện tác dụng là gì? Giống như là kích thích giao cảm, nhưng mà tác dụng nó yếu thôi, nó không mạnh là vì nó là gián tiếp thôi. Và nó thường thấy rõ tác dụng trên những cái gì? Những cái trường hợp nào mà đang có hiện tượng phó giao cảm thì thể hiện rõ hơn. Vì cái này là ức chế phó giao cảm. Một là tác dụng giống giao cảm nhưng không mạnh. Thứ hai là thể hiện rõ trên những trường hợp nào mà đang bị cường phó giao cảm. Thế thì trên mắt tác dụng sẽ giãn đồng tử. Đúng không? Giống như kích thích giao cảm là giãn đồng tử. Mà khi giãn đồng tử thì mắt sẽ mất khả năng điều tiết. Mất khả năng điều tiết. Đồng tử giãn ra. Nó sẽ làm tăng nhãn áp. Nó sẽ chèn ép vào cái ống thông dịch nhãn cầu. Như tăng nhãn áp. Nên atropine là chống chỉ định những người bị nhãn áp, nó làm tăng nhãn áp mạnh hơn, không được dùng cho những người bị tăng nhãn áp. Trên tuần hoàn thì khi mà tác dụng thể hiện trên, nếu mà ức chế phó giao cảm thì tim phải ngược lại là tim đập gì, giao cảm tim đập nhanh đập mạnh. Nhưng mà trên tim, riêng trên tim thì nhớ là nó có hai mức liều. Đấy, nếu mà liều thấp, dùng liều thấp hơn liều điều trị một tí, thấp hơn liều điều trị một tí thì nó lại kích thích trung tâm dây 10 làm tim đập chậm, nghĩa là kích thích phó giao cảm ngược lại làm tim đập chậm. Còn liều điều trị đủ những liều thông thường, liều điều trị thì nó chế phó giao cảm làm tim đập nhanh mạnh. Đây có nghĩa là trên tim thì tác dụng nó lại gì, nhớ là nó có hai cái mức liều. Một liều điều trị, cái liều điều trị thường thì nó thường là nó sẽ làm tim đập nhanh mạnh do ức chế phó giao cảm. Thế nhưng mà nếu lùi thấp hơn một tí thì nó lại kích thích trung tâm dây 10 thì nó lại làm một ngược lại là làm đập chậm. Thế còn trên huyết áp thì nó ít ảnh hưởng. Huyết áp nó ít ảnh hưởng. Đấy. Nó không phải làm tăng huyết áp đâu. Mà là nó ít ảnh hưởng. Đấy, trên hoàn là phải lưu ý nhá, trên tim cũng hai mức liều. Và trên huyết áp ảnh hưởng bởi vì thế này, bởi vì trên các cái dây máu ấy, trên mạch máu ấy, đấy. Trên mạch ấy thì dây giao cảm, thường là giao cảm nó chiếm ưu thế, vai trò của phó giao cảm rất là kém. Trên mạch máu thì vai trò của phó giao cảm rất là yếu, mà thường là cái vai trò của giao cảm chiếm ưu thế. Thế cho nên là bây giờ atropine phong tỏa cái phó giao cảm, mà bản thân phó giao cảm nó yếu rồi, đúng không? Nên atropine có làm nó yếu đi tí nữa thì nó không ảnh hưởng nhiều. Chính vì thế mà trên atropine ảnh hưởng huyết áp. Người ta điều trị với mục đích khác, không làm dao động huyết, không làm huyết áp thay đổi đâu. Điều trị mục đích khác, ví dụ để làm giãn cơ trơn đấy, làm để giãn cơ trơn, để với mục đích điều trị giãn cơ trơn thì huyết áp nó cũng không bị tăng đâu. Đấy. Thế còn trên cơ trơn thì nó là giãn cơ trơn. Tức là khi mà nó đang bị kích thích bởi phó giao cảm, nó cảm giãn mạnh cơ trơn. Cơ trơn phế quản này, giãn cơ trơn phế quản này, đấy, cơ trơn đường tiêu hóa, đường tiết niệu, nó làm giãn cơ trơn, giãn cơ trơn phế quản, cơ trơn đường tiêu hóa, đường tiết niệu, đấy, rất là hay ứng dụng, làm dụng hay bị đau bụng gọi là đau bụng, chung chung như thế, nhưng đau bụng chính là co thắt các cơ trơn trong ổ bụng, nhu động ruột, co thắt các cơ trơn, hoặc là sỏi mật,
nó làm giãn cái cơ trơn đường mật ra, cho nên là đỡ đau hay run chui ống mật thì nó cũng làm giãn cái cơ trơn đường mật ra, tiêu hóa là đường mật ra thì run nó dễ tụt xuống, hay là sỏi tiết niệu nó làm giãn cơ trơn đường tiết niệu ra đỡ đau, thì đấy là giãn cơ trơn. Những người mà dùng atropine với mục đích để giãn cơ trơn nhá, giãn cơ trơn ở trong ổ bụng ấy là thường là dùng cho đường tiêu hóa tiết niệu ấy, nó cũng không ảnh hưởng đến huyết áp đấy. Thế còn trên các tuyến tiết thì nó cũng giảm tiết, nó giống tác dụng giống rau cảm là nó giảm tiết, giảm nước bọt dịch mồ hôi rồi là dịch hóa nhá. Đấy là về cái tác dụng của atropine do tác dụng ức chế phó rau cảm dẫn đến cường rau cảm gián tiếp, giống kiểu cường rau cảm gián tiếp. Thế còn atropine thì nó vào được thần kinh trung ương, nó vào được thần kinh trung ương và nó có tác dụng trên thần kinh trung ương. Liều điều trị thì nó kích thích nhẹ một số trung tâm hô hấp và vận mạch, nhưng mà với liều cao nó có thể gây ra cái bồn chồn ảo giác mê sảng. Đấy là trên thần kinh trung ương nhé. Thì nó cũng có tác dụng, nó vào được thần kinh trung ương nhé, nó vào thần kinh trung ương và nó sẽ có tác dụng là gì, thần kinh trung ương như vậy. Liều cao là gây, nếu mà ngộ độc atropine dùng liều cao mà ngộ độc atropine nó gây bồn chồn ảo giác mê sảng. Thì đấy là cái atropine. Và chỉ định của atropine thì atropine được dùng nhiều trong lâm sàng nhá, nhiều trong lâm sàng. Được dùng nhiều trong lâm sàng. Thì thứ nhất là cái nhỏ mắt, nói rồi, nhỏ mắt. Nhỏ mắt thì nó làm giãn đồng tử. Đúng không? Giỏ nhỏ mắt giãn đồng tử, nó để soi đáy mắt. Nó soi đáy mắt. Tuy nhiên là hoặc là điều trị một số bệnh về mắt, đồng tử mắt giãn ra. Tuy nhiên là nhỏ mắt của atropine giãn đồng tử thì nó hơi lâu. Đồng tử nhỏ mắt xong giãn đồng tử thì nó cũng lâu, có thể giãn tới hàng ngày này cũng nguy hiểm, là vì sau khi giãn nhỏ mắt xong người ta soi đấy mắt làm trong độ khoảng 15-20 phút là xong, không điều trị cũng làm đến nửa tiếng là xong. Thế nhưng mà sau đấy thì bệnh nhân sẽ bị vẫn giãn đồng tử, tác dụng giãn đồng tử của atropine thì dài hàng ngày, cho nên là khi mà bệnh nhân đi về thì hơi nguy hiểm. Là vì giãn đồng tử mắt thì mắt chỉ nhìn được xa thôi, nhìn gần rất là khó, chỉ nhìn được xa thôi. Đấy. Thế cho nên là nhìn gần là khó, là ngay cái tránh, đúng không? Đi mình phải tránh cái nọ, tránh cái kia trong quá trình đi, mà lại nhìn gần rất là khó, là nguy hiểm nhá. Đấy. Cho nên là bây giờ thì người ta sẽ thay cái atropine nhỏ mắt bằng một cái chất gọi là omatropine, gần giống atropine, đúng không? Nó thêm chữ hôm đằng trước thôi, nghĩa là omatropine thì cái thời gian tác dụng nó ngắn hơn. Đấy, thời gian tác dụng ngắn hơn. Đấy, tác dụng trong khoảng 1-2 tiếng rồi nó lại gì? Đồng tử hết tác dụng, đồng tử mắt về bình thường, nó mới đảm bảo an toàn cho người, trong khi mà đi chuyển động, đi vận động. Còn cái định thứ hai là đau, đau. Đau do co thắt cơ trơn, dạ dày, đường ruột, đường mật, đường niệu như vừa nói. Đấy, đường mật, đường niệu như vừa nói. Hen phế quản. Cái thứ ba là hen phế quản ít dùng. Phế quản đâu? Hen phế quản thì ít dùng nhá, bạn tắt mic đi. Hen phế quản nó cũng làm giãn cơ trơn phế quản nhá, cơ trơn phế quản, nhưng mà nó hiện nay ít dùng, có những khác, thuốc khác tốt hơn. Giấy viết có giấy đúng không? Quên đây tắt mic. Đang học nói chuyện lại trò gì đâu nhỉ? Hồ Xuân Trung có phải lớp em không? Hồ Xuân Trung là 2401 chưa vào, bây giờ mới vào à, hay thế nào đấy? Hồ Xuân Trung. Vi là Vi đi, Hồ Xuân Trung là sao bây giờ thế nào mà bây giờ cô vẫn thấy ở phòng chờ này? Nguyễn Thành Trung này. Chưa vào à? Hồ Xuân Trung có vào từ đầu không em? À, lúc đó em có thể anh đi vào rồi ạ, chắc em bị anh bị ao ra đấy. Xuân Trung à? Lúc đó em có thấy anh ở vào từ đầu rồi ạ. À, Nguyễn Thành Trung. Mà không phải của lớp em ạ. 2304. Sao để học lúc mà. Nguyễn Thành Trung 2304, tôi thích học rồi cho học. Học trước rồi, các bạn thì thứ 6 các bạn mới học không? Được rồi. À 2304, em 24 nhầm, thôi được rồi. Còn bạn Y5 Trần Ngọc Huy thì thích học thì cho học, chắc muốn nghe lại này.
bạn này muốn nghe lại cũng cũng chắc là học thầy. Nào, chúng ta tiếp nhá. Thế thì chỉ định là nhỏ mắt này, đau do co thắt dạ dày này, hen phế quản ít dùng, bây giờ hiện nay người ta có nhiều thuốc khác tốt hơn. Đấy. Hen phế quản bây giờ thường dùng các thuốc xịt, gọi là xịt khí dung, xịt tại chỗ thì tốt hơn, còn atropin thì nó chỉ có dạng uống, dạng tiêm thôi, dụng toàn thân nên là nữ dùng. Thế giờ tiền mê atropin có thể dùng làm thuốc tiền mê. Đấy. Tiền mê để làm gì? Tiền mê thì nó để làm hạn, nghĩa là nó giảm tiết dịch, cho nên giảm tiết đờm rãi, trong khi gây mê đỡ gây tắc cái đường hô hấp này. Thứ hai là nó ngăn chặn cái phản xạ dây 10, xạ ngừng tim ấy. Bởi vì khi mà hít thuốc mê, bắt đầu hít thuốc mê và nhất là thuốc mê đường hô hấp thì thường nó gây ra phản xạ lên dây thần kinh 10 làm ngừng tim nhá. Thế dùng atropin, dây 10 là dây phó rau cải. Thế dùng atropin phong tỏa cái dây thần kinh 10 là mất tác dụng của cái cường phó rau cải của atropin thì ngăn cái phản xạ ngừng tim nhá. Cho nên tiền mê thì nó có hai cái tác dụng, một là giảm tiết đờm rãi nhá. Đấy, trong gây mê thì đỡ cái đường hô hấp sau khi gây mê, hoặc nó đỡ gây tắc nghẽn đường hô hấp đấy, rồi là nó phản xạ ngừng tim cho dây 10 là dây phó giao cảm, vì nó là thuốc chế phó giao cảm đấy, cho nên hay dùng tiền mê bằng atropin. Thế rồi nó phòng nôn cho do say tàu say xe thì cũng dùng được nhưng mà ít dùng đấy, bởi vì là nó làm giảm nhu động ruột, giảm tiết dịch, cho nên đỡ cái cồn cào nhột nhạo khi mà muốn nôn nhá. Đấy, thế nhưng mà nó ít dùng bởi vì nó gây khô miệng, giảm tiết dịch, dùng atropin rất khó chịu, gây khô miệng. Đấy. Thì người ta ít dùng nhá. Thế và nhịp tim chậm, nghẽn nhĩ thất do cường dây phế vị là dây 10 đấy. Trường hợp nhịp tim chậm và nghẽn nhĩ thất do cường dây phế vị, nghĩa là kích thích dây thần kinh số 10 ấy. Đấy. Thì người ta có thể dùng atropin để đối kháng lại, để đối kháng lại. Cho nên cuối cùng là ngộ độc nấm muscarin. Ngộ độc nấm muscarin thì đương nhiên là gì? Phải dùng rồi, như nói lúc nãy rồi, muscarin là hệ M rất mạnh, thì cái atropin là thuốc phong tỏa hệ M, đối kháng tranh chấp M, hoặc là ngộ độc chất phong tỏa choline esterase. Khi mà chúng ta ngộ độc một số cái chất phong tỏa choline esterase, sẽ học trong cái nhóm thứ 5 của cái thuốc dụng hệ inoxic này này, khi mà các chất phong tỏa choline esterase là mất tác dụng choline esterase, cái gì ta, khi mà chúng ta phong tỏa choline esterase là enzyme phá hủy acetylcholine, sao cái gì sẽ tăng, cái chất phong tỏa choline esterase có nghĩa là chất là mất tác dụng của enzyme đi thì acetylcholine sẽ tăng. Acetylcholine đang bị phá hủy rất nhanh bởi enzyme choline esterase, nếu mà làm phong tỏa mất tác dụng của cái enzyme này đi thì acetylcholine sẽ tăng, acetylcholine sẽ tăng lên, kích thích vào hệ M, kích thích vào hệ N, cho nên người ta phải dùng atropin để đối kháng lại. Đấy là có thể, vì vậy người ta gọi là điều trị ngộ độc nấm muscarin hoặc là ngộ độc chất phong tỏa choline esterase. Thế thì đấy là về cái chỉ định của atropin. Chỉ định của atropin thì nó dùng nhiều, trong lâm sàng. Về tác dụng không mong muốn, atropin thì nó có thể gây khô miệng, gây khát nước, sốt, nói rồi, nó giảm tiết dịch. Giãn đồng tử, tất cả những cái tác dụng không mong muốn này là tác dụng mức lên, tác dụng của thuốc nhưng mức lên. Ví dụ giãn đồng tử, nhãn áp, em giãn đồng tử, NF nhãn áp, nhĩ tiểu, táo bón, đúng không? Cả đây là những cái tác dụng mức lên của cái tính tác dụng atropin thôi. Đập nhanh, đánh chống ngực, đập nhanh, đánh chống ngực, đúng không? Đấy. Là cũng là cái tác dụng gì, nó ức chế cái phó giao cảm, cường giao cảm, đúng không? Hay là nếu mà liều cao nữa thì vào thần kinh trung ương, gây kích thích, gây lưu lẫn, gây hoang tưởng, vân vân. Thì đấy là những tác dụng có mức nhá, của thuốc lên. Đấy, thế tác dụng không mong muốn. Thế vì vậy mà nó chống chỉ định trong trường hợp nào, một là tăng nhãn áp, nó làm tăng nhãn áp không được dùng nhá. Đấy, đúng chưa? Bí tiểu do phì đại tuyến tiền liệt nhá, không được dùng, bởi vì nó sẽ làm gì? Càng bí tiểu hơn, càng co thắt cái cơ cổ bàng quang hơn. Đấy, hoặc một số trường hợp như liệt ruột, hẹp môn vị, nhược cơ, nó làm giảm cái nhu động ruột, không dùng được. Tiếp và nhịp nhanh, không những vì nó làm gì ngược lại, nghĩa là nó dùng cho trường hợp nhịp tim chậm dây 10 thôi, chứ còn nhịp tim nhanh rồi thì không dùng nữa, thì nó nhanh tiếp nữa, thì nó nhanh tiếp nữa. Đấy, nên là chống chỉ định là những trường hợp nào không được dùng thuốc, chỉ định là trường hợp nào được dùng thuốc. Đấy, thế còn chống chỉ định là không được dùng thuốc trong trường hợp nào.
thì là không được dùng thuốc trong trường hợp nào nhá. Thì là cái thì là chúng ta có những trường hợp nào mà nó có tác dụng không mong muốn này, nhớ nhá, tác dụng thì sẽ liên quan đến chỉ định, tác dụng sẽ suy ra chỉ định, còn tác dụng không mong muốn thì sẽ liên quan đến chống chỉ định, đúng không? Tác dụng không mong muốn thì sẽ liên quan chống chỉ định. Đấy, thông thường là các thuốc sẽ theo logic như thế nhá. Thế thì thứ hai nhá, scopolamine nhằm nằm trong cái nhóm thuốc ức chế hệ M. Hai là scopolamine. Thuốc đầu tiên là atropine, thuốc thứ hai là scopolamine. Thì nhìn chung là cùng là ức chế hệ M nên tác dụng tương tự như atropine. Tương tự như atropine. Biểu hiện tác dụng tương tự, nhưng mà cái thời gian tác dụng thì nó hơi ngắn hơn chút đi. Là tác dụng ngắn hơn. Thế nhưng mà đặc biệt có sự khác biệt. Sự khác biệt là gì? Là trên thần kinh trung ương. Trên thần kinh trung ương thì atropine lúc nãy chúng ta nói là tác dụng kích thích thần kinh trung ương, liều cao gây hoang ảo giác. Thì với scopolamine thì nó lại có tác dụng ức chế, ức chế thần kinh trung ương, tác dụng này ngược với atropine. Tác dụng trên thần kinh thực vật thì nó tương tự như atropine, nhưng mà tác dụng trên thần kinh trung ương thì nó lại ức chế thần kinh trung ương ngược với atropine. Vì vậy mà nó cũng có những chỉ định hiệu riêng nó, những chỉ định cung ống atropine là tiền mê, là nhỏ mắt, làm giãn đồng tử, ví dụ để soi đáy mắt. Đấy. Nhưng mà vì nó còn có tác dụng ức chế thần kinh trung ương khác với atropine, cho nên nó còn thể để điều trị một số bệnh tun, co giật tun, liệt dung. Đấy. Vì tác dụng nó ức chế góp phần điều trị bệnh. Một nữa là nó hay dùng chống say tàu xe hơn atropine rất nhiều. Chống say tàu xe hơn atropine rất nhiều. Đấy. Atropine ở trên cũng có chỉ định là chống say tàu xe. Cũng có chỉ định là chúng ta thấy là gì đấy? Phòng nôn do say tàu xe nhưng mà ít dùng. Đấy. Atropine lúc nãy cái slide lúc nãy là ít dùng. Thế nhưng mà scopolamine dùng nhiều hơn. Bởi vì làm sao? Bởi vì nó cũng giảm nhu động ruột, cũng giảm tiết dịch giống atropine, nhưng nó lại ức chế thần kinh. Thì rõ ràng là các tác dụng chống nôn nó sẽ tốt hơn. Còn atropine thì nó lại dễ, nếu liều cao kích thích thần kinh thì nó không tốt. Đang buồn nôn lại còn kích thích. Đấy, cho nên là cái này scopolamine nó ức chế thần kinh. Nó hợp cả trên ức chế thần kinh ngương, rồi giảm tiết dịch, giảm nhu động ruột, đỡ nhộn nhạo phía dưới của ngoại biên. Thế là hiệu quả tốt hơn. Nhá. Cho nên scopolamine hay dùng làm các cái thuốc chống nôn. Chống nôn, trong chai tàu xe nó có dạng viên. Hoặc là cái dạng cái miếng dán sau tai. Đấy, miếng dán sau tai mà các em thấy là một số cái miếng dán sau tai mà cứ nói là chống nôn khi say tàu xe tác dụng trong 72 giờ ấy. Đấy, sau tai đấy là thành phần có loại là thành phần là scopolamine đấy. Nhưng tất nhiên để cho cái tác dụng mà trong vòng 72 giờ người ta phải có cái dạng bào chế đặc biệt để nó kéo dài thời gian tác dụng thuốc. Khi mà dán sau tai nó hấp thu ra vào máu đấy, để có tác dụng chống nôn. Đấy. Đấy là cái scopolamine. Cái thuốc thứ ba của cái ức chế hệ M là ipratropium. Ipratropium. Nó có một cái đoạn ở giữa ấy. Nó gần giống atropine này. Đấy. Đấy. Nó có tiếp đồng ngữ đầu tiên. Gọi là ipratropium. Đọc tên thuốc là phải đọc cho nó đúng. Thì mới biết. Đọc đúng thì mới biết là thuốc gì. Tác dụng như thế nào. Chưa đọc được tên thuốc thì chưa viết được đúng tên thuốc thì không nhớ được đâu, nhầm lẫn lung tung. Nên cô khuyên các em ngay từ bây giờ những cái bài đầu tiên bắt đầu đi vào các thuốc. Các em khi mà học đến trong ví dụ thuốc tác dụng trên hệ thuốc chế hệ M gồm có những thuốc này, V1, những thuốc cô nói đây những thuốc chủ yếu, những thuốc phải ưu tiên nhớ đấy là đại diện của nhóm. 1, 2, 3 thì các em phải đọc, ví dụ như là ipratropium thì các em phải miệng thì đọc, hay thì viết, miệng thì đọc, hay thì viết. Phải học hơn học ngoại ngữ ấy. Khi nào mà thật nhuần nhuyễn thì đọc không bị ngắc ngứ nữa, phải nghĩ giữa chừng phải nghĩ nữa. Đấy, đọc nhuần nhuyễn đi, hay viết thật là đúng tên thuốc nhá. Thì các em học đến thuốc này có tác dụng gì, không thì nhầm lẫn lung tung đấy nhá. Không về sau càng nhiều càng ngày mỗi ngày học nhiều thuốc nó cứ dồn vào không nhớ được đâu nhá. Cho nên học bài nào học luôn thuốc đi nhá. Học mà luôn thuốc đi nhá. Đấy, thế thì nhắc lại là cách đọc như thế nhá, miệng nói tay viết,
chục lần. Như học ngoại ngữ khi nào thật thuộc, biết thật đúng thì mình học những cái tác dụng của thuốc. Thế thì ipratropium là thuốc gì? Thì là thuốc mà nó là thuốc ức chế cái hệ M, nhưng mà đặc điểm của nó là không hấp thu qua đường uống, không vào được thần kinh trung ương, bởi vì nó mang amin bậc 4, cho nên nó không hấp thu được qua đường uống và cũng không vào được thần kinh trung ương. Thế người ta hay dùng cái này làm gì nhá? Thì người ta dùng dưới dạng gọi là cái bơm xịt hen bơm vào phế quản, khí dung ấy. Đấy, dùng dưới dạng khí dung. Khi khí dung trực tiếp nhá, khi khí dung trực tiếp hít rồi khí dung vào đường hô hấp, vào phế quản thì nó sẽ làm giãn phế quản. Đó, tác dụng của nó là làm giãn cái cơ trơn này. Sẽ làm giãn phế quản. Thế thì nó làm giãn phế quản, nó để làm gì? Để tắt cơn hen. Hoặc là điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta gọi là bệnh COPD nhá. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là khi mà cái gì? Nó co thắt khí phế quản, khó thở, người ta khí dung, nó hít, bệnh nhân hít vào thì nó sẽ làm giãn phế quản ra. Giãn phế quản ra để cắt cơn hen và điều trị cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên cái tác dụng giãn phế quản nó không mạnh lắm đâu. Giãn phế quản nó không mạnh lắm. Tại vì làm sao, cái này nó chỉ là gì? Gọi là cường giao cảm gián tiếp. Cường giao cảm gián tiếp mà. Cho nên tác dụng mà giãn phế quản là tác dụng của cường giao cảm. Cường giao cảm gián tiếp nó cũng giãn phế quản nhưng giãn yếu thôi. Nó không giãn được mạnh như thuốc cường giao cảm trực tiếp đâu. Đấy. Giao cảm trực tiếp thì nó làm giãn phế quản mạnh hơn. Thế còn đây là cường giao cảm gián tiếp thì nó cũng là tác dụng làm giãn phế quản, nhưng mà giãn phế quản không mạnh. Nên nó cũng không phải là cái thuốc đầu tay mà đang trong cơn khó thở, trong cơn hen phế quản thì người ta thường dùng cái thuốc giao cảm trực tiếp để giãn nhanh. Cái này chỉ hỗ trợ thôi, hoặc là trong những trường hợp mà tác bệnh nhẹ thôi, chứ còn không nó dụng giãn phế quản không mạnh, không mạnh bằng cường giao cảm trực tiếp. Đấy là về cái ipratropium là thuốc chế hệ M. Ta nói xong thuốc đại diện của hệ M, chúng ta sang hệ N. Thuốc kích thích hệ N. Thuốc kích thích hệ N. Hệ N thì kích thích thì đầu tiên phải là nicotine. Không, nicotine, bởi vì tên của nó hệ N là bắt đầu từ chữ nicotine, cho nên thuốc kích thích hệ N đầu tiên là nicotine. Đấy. Thì nicotine thì chúng ta biết là nó có rất nhiều trong thuốc lá, thuốc lào. Đấy. Khi mà hút thuốc lào là hít phải nicotine. Thế thì tác dụng của nicotine là gì? Tác dụng nicotine thì nó có tác dụng này. Nó sẽ liều thấp thì nó kích thích hạch. Đúng không? Nicotine là tác dụng trên hệ gì? N, mà hệ N được gồm có hai cái hạch nhá. Trong bao gồm nó có hai cái hạch và nó có bản vận động vân vân. Thế thì liều thấp là kích thích, còn liều cao thì ức chế. Thì trên thần kinh thực vật nhá. Thần kinh thực vật nhá. Thì chúng ta biết là nicotine nó sẽ kích thích cả gì? Giao cảm. Hạch có giao cảm. Hai cái hạch hai bên nó đều kích thích. Điều kích thích. Ví dụ trên huyết áp nó sẽ thể hiện là cái gì? Trên huyết áp thì nicotine người ta gọi là dụng 3 pha. Dụng 3 pha. Kích thích cả hai hạch. Nhưng mà không phải là kích thích hạch giao cảm thì huyết áp, mà kích thích hạch phó giao cảm thì huyết áp hạ đâu. Không phải, mà nó tác dụng không cái thể hiện cái dụng ở những cái thời điểm khác nhau. Cho nên là nó không trung hòa tác dụng lẫn nhau đâu. Không phải bây giờ các em có bạn bảo là dụng kích thích hạch giao cảm huyết áp, dụng kích thích hạch phó giao cảm huyết áp hạ, nên cộng lại là thành không thay đổi. Ông bạn nói như thế có lý. Nhưng vấn đề là muốn cho nó không thay đổi thì thể hiện tác dụng của gì? Hiện tác dụng của giao cảm và phó giao cảm diễn ra đồng thời cùng một thời điểm thì nó mới thể có khả năng trung hòa được. Nhưng ở đây nó diễn ra những thời điểm khác nhau nên nó không trung hòa đâu. Mà thường là gì? Đầu tiên là cái pha phó giao cảm thể hiện trước. Pha kích thích phó giao cảm thể hiện trước. Là kích thích vào hạch phó giao cảm thể hiện cái pha kích vào hạch phó giao cảm, nó dẫn truyền xuống đến cái hậu hạch phó giao cảm đấy, để giải tiết ra cái acetylcholine nội sinh ở hậu hạch phó giao cảm hiện trước. Nên cái pha hạ huyết áp
xuất hiện trước và hạ huyết áp xuất hiện trước, bao giờ cũng thế. Nếu mà kích thích đồng thời cả hai hạch giao cảm và phó giao cảm thì cái pha phó giao cảm, phó giao cảm thể hiện trước, thể hiện trước đấy là cái gì, áp sẽ hạ nhanh nhưng mà dụng hạ nhanh và ngắn, nhanh nhưng mà thời gian tác dụng ngắn, đúng không? Đấy. Ngắn là vì do nó bị phá hủy nhanh, nó lúc này acetylcholine bị phá hủy nhanh. Sau đấy sau pha hạ sẽ đến pha tăng, hạ xong lên về bình thường thì bắt đầu tăng, tăng cao, tăng mạnh, kéo dài. Đấy là do biểu hiện của kích thích vào hạch giao cảm. Biểu hiện kích thích vào hạch giao cảm nó sẽ dẫn truyền xuống hậu hạch giao cảm, tiết ra catecholamine nội sinh và làm tăng huyết áp mạnh, kéo dài. Huyết áp mạnh, kéo dài. Đấy là cái pha thứ hai. Pha thứ ba người ta gọi là hạ huyết áp kéo dài do bị kích thích quá mức. Đấy, cái pha tăng này nó kích thích quá mức rồi. Thường là sau khi mà bị kích thích quá mức rồi thì nó sẽ gây ra liệt hạch, nên hạ huyết áp từ từ kéo dài. Đấy. Thế thì nếu mà đủ huyết áp, đủ, nếu mà đủ tác dụng đủ thì nó có 3 pha như thế. Tác dụng đủ thì nó sẽ có 3 pha như thế. Hạ huyết áp nhanh và ngắn, sau đó tăng huyết áp cao và kéo dài, cuối cùng là hạ huyết áp từ từ kéo dài. Đấy. Thì có 3 pha như thế nhá. Là kích thích hạch, kích thích của cái hệ N hạch. Hai hạch. Ngoài ra thì nó có thể có tác dụng giãn đồng tử, tác dụng trên cái tác dụng trên thể hiện. Ngoài ra thì nó có thể là tác dụng trên các cái hệ, thì nó có thể nghiêng một cái phía là tác dụng trên hệ giao cảm mạnh hơn hay là tác dụng trên hệ phó giao cảm mạnh hơn, trên hạch giao cảm mạnh hơn hay hạch phó giao cảm mạnh hơn. Ví dụ như là trên đồng tử thì nó gây giãn đồng tử là nghiêng về phía giao cảm, nhưng mà trên nhu động ruột tiết dịch thì nó lại là nghiêng về phía giao cảm. Tích sẽ thích và thể hiện một cái hạch tác dụng thích trên đồng tử hệ giao cảm cũng mạnh hơn, mà trên hệ nhu động ruột hoặc dịch thì nó lại hệ phó giao cảm thể hiện mạnh hơn. Đấy. Thế thì đấy là cái tác dụng trên hệ những thực vật. Nhá. Thế còn nicotine mà trên thần kinh trung ương nhá, thì ví dụ như hút thuốc lá, thuốc lào có thể gây tăng hưng phấn, kích hô hấp và đặc biệt liều cao thì gây co giật. Nhá. Liều cao có thể gây co giật. Đấy. Thế thì nên chúng ta thấy là những cái người hút thuốc lá, thuốc lào tác dụng nó gì, hay bị bệnh tim mạch, đúng không? Đấy. Là có thể là hút thuốc lá, thuốc lào nó hưng phấn, ai làm việc căng thẳng thì ra lá để cho nó đầu óc nó hưng phấn rồi làm việc nó đỡ căng thẳng hơn. Thế nhưng mà sau đấy thì chúng ta hay rất hay gây tai biến, bởi vì nó kích thích dụng trong cơ thể, nó kích thích phức tạp trên cả hệ giao cảm, hệ giao phó giao cảm, nên là nicotine không được dùng trong điều trị. Không được dùng trong điều trị, chỉ dùng gọi là để mà làm cái thuốc chuẩn trong cái phòng thí nghiệm để thử tác dụng của các thuốc, chứ còn tác dụng nó phức tạp thế này, đúng không? Tác dụng nó phức tạp thế này thì là không dùng trong điều trị. Tuy nhiên là nicotine thì hiện nay có cái miếng dán ngoài da để mà cai nghiện thuốc lá, đấy, thì dùng cái miếng dán ngoài da thôi. Đấy. Không tự gọi là không đủ lý trí để mà bỏ thuốc được, vẫn nghiện thuốc, vẫn thèm thuốc, thì người ta có thể dùng cái miếng dán ngoài da cho nicotine hấp thu qua da vào máu. Nhưng mà tất nhiên là cái miếng dán này thì đầu tiên thì người ta thay thế cái đường gì hút bằng đường dán để cho trong máu vẫn duy trì một lượng nicotine. Đấy, vẫn, nhưng mà người ta sẽ giảm dần miếng dán ấy. Đầu tiên là cái nồng độ cao, xong rồi dần người ta dán dần cái miếng dán, nó cái lượng thuốc nó, nicotine nó giảm dần, thế là không ngay một lúc đừng hút ngay mà giảm dần đi thì sẽ dễ cai nghiện thuốc lá hơn. Thì đấy là cái nicotine, cái thuốc kích hệ N thì là nicotine. Hệ N kích thích thì phức tạp, không dùng, chỉ có nicotine cai nghiện thuốc lá. Nhưng mà cái thuốc cái mà được ứng dụng nhiều lại là thuốc ức chế hệ N, là thuốc ức chế hệ N. Đấy. Thuốc ức chế hệ N thì ức chế hệ N thì được dùng nhiều. Thuốc ức chế hệ N bởi vì nó được dùng là vì thế này, vì nó chia làm hai loại rõ rệt. Đấy. Ta biết là hệ N được gồm có hệ N hạch, có hai cái hạch gọi là hệ N hạch. Thế và một cái hệ N nữa là hệ N vân, là bản vận động vân. Thế thì các cái thuốc mà ức chế hệ N thì nó chia làm hai nhóm rõ rệt nhá. Nhóm thuốc chủ yếu là ức chế vào hệ N của hạch, và nhóm thuốc là chỉ ức chế vào hệ N của vân thôi.
dụng nó khu trú hơn, chọn lọc hơn, cho nên nó được dùng trong điều trị. Thế thì thuốc ức chế hệ N2, người ta còn gọi là thuốc liệt hành, hay còn gọi là thuốc liệt hành, còn gọi là thuốc liệt hành, là thuốc ức chế hệ N hạch, là phong tỏa hai cái hạch giao cảm và phó giao cảm thôi. Đấy. Thế thì tác dụng của nó là tranh chấp với acetylcholine receptor N của hạch, nên là ngăn cản dẫn truyền xung tác từ sợi hạch đến sợi hậu hạch. Nó ức chế ngay tại cái hạch ở điểm giữa rồi, cho nên là xung tác không, thần kinh không thể dẫn truyền từ sợi tiền hạch xuống sợi hậu hạch nữa. Thế là cái tác dụng. Và tác dụng của thuốc liệt hạch ấy thế này, nó tác dụng nó không như thuốc thích hạch thì kích đồng thời cả hệ giao cảm phó giao cảm, nhưng thuốc liệt hạch nó được sử dụng nhiều, nó được sử dụng thôi chứ không phải nhiều, bây giờ cũng không sử dụng nhiều lắm. Nó được sử dụng là vì làm sao, là vì không phải nó ức chế đồng thời, nó thường là không ức chế đồng thời cả hai hạch mà nó chỉ chế một hạch thôi. Đấy là đặc điểm của thuốc liệt hạch nhé. Nó không ức chế đồng thời cả hai hạch. Bởi vì nếu ức chế đồng thời hạch phó giao cảm thể hiện tác dụng giao cảm, đúng không? Thế nếu mà ức chế hạch giao cảm thể hiện tác dụng của phó giao cảm. Như vậy tác dụng, nếu mà lại ức chế đồng thời thì nó lại cơ thể hiện cả hai hệ, thì nó lại giống như tác dụng kích rồi, nên hai hệ là phức tạp. Nhưng với đặc điểm của thuốc liệt hạch là nó chỉ ức chế một, chủ yếu một hạch thôi, chế ưu tiên trên một hạch thôi, hoặc giao cảm hoặc phó giao cảm, chứ không ức chế đồng thời song song hai hạch bằng nhau. Thì ức chế cả hai hạch bằng nhau thì không dùng được rồi, vì tác dụng phức tạp. Đúng chưa? Thế vậy thì nó ức chế hạch nào? Ức chế hạch nào thì thường là thế này. Trong một cơ quan chúng ta nói rằng có hai hạch, hai hệ giao cảm và phó giao cảm cùng song song tồn tại, nhưng không phải là cân bằng nhau tuyệt đối. Không phải hai hệ này cân bằng nhau tuyệt đối, mà bao giờ cũng có một hệ chiếm ưu thế. Bao giờ cũng có một hệ chiếm ưu thế. Thì cái thuốc đặc điểm liệt hạch nó sẽ phong tỏa hệ nào chiếm ưu thế, còn hệ nào mà yếu thế thì nó tạm thời nó không được đến. Ông nhân văn, anh nào mạnh thì tôi ấn anh xuống, anh nào yếu thì tôi tạm thời tôi không động đến anh. Thế cũng rất là đấy chứ, đúng không? Thì thuốc liệt hạch phong tỏa hệ chiếm ưu thế thôi. Thì hệ chiếm ưu thế ở cơ quan, ở trong cơ thể chúng ta, cái hệ chiếm ưu thế ví dụ như là trên mạch, trên mạch máu, hệ động, nghĩa là động mạch hoặc tĩnh mạch, hệ chiếm ưu thế là hệ gì? Giao cảm. Giao cảm là cái hệ gì? Như thế nó co mạch lại, đúng không? Hệ giao cảm là gì? Chiếm ưu thế thường là sẽ là có xu thế là sẽ co mạch lại. Co mạch lại nó mới giữ được, duy trì được một cái huyết áp. Còn trên các cái cơ quan dụ như là tiêu hóa hoặc là tuyến bài tiết hoặc là bàng quang, thì lại cái hệ phó giao cảm chiếm ưu thế, đúng không? Bởi vì phó giao cảm chiếm ưu thế thì mới cái gì, mới có tiêu hóa. Phó giao cảm nghĩa là tăng tiết dịch, đúng không? Tăng nhu động ruột và tiêu hóa thức ăn, bài tiết cái chất dịch để tiêu hóa thức ăn. Bằng tăng phó giao cảm chiếm ưu thế thì không có bóp để mà nhân đi giải được, đúng không? Nhân đi giải được có nghĩa là cái hệ chiếm ưu thế thường nhá, thường cái hệ mà nó ưu tiên cho cái tồn tại của sự sống đó, tại cơ thể là như thế. Nên là trở lại trên mạch máu thì hệ giao cảm chiếm ưu thế, nên là cái thuốc liệt hạch nó lại phong tỏa giao cảm, lại phong tỏa giao cảm chiếm ưu thế, cho nên là nó lại gây ra giãn mạch hạ huyết áp, phong tỏa hệ giao cảm, phó giao cảm tiếp giãn mạch hạ huyết áp. Như vậy là thuốc liệt hạch làm giãn mạch hạ huyết áp nha. Nhưng mà trên các cơ quan khác mà phó giao cảm chiếm ưu thế thì nó lại tác dụng gì, cũng như là thì nó phong tỏa phó giao cảm. Cơ quan mà phó giao cảm chiếm ưu thế nó lại phong tỏa phó giao cảm nhá, thì ví dụ nó lại gây giãn đồng tử, cái tăng nhịp tim và tăng sức co bóp tim đấy. Hay là trên tiêu hóa thì nó lại gì, chế phó giao cảm thì tác dụng ngược lại, lại giảm nhu động ruột, ô miệng, bí đái. Đấy là những tác dụng của chế hạch ấy. Không ức chế đồng thời hai hạch mà ức chế hạch nào chiếm ưu thế.
hệ nào chiếm ưu thế. Cho nên thuốc liệt hạch là làm giãn mạch huyết áp, giãn đồng tử, tăng nhịp tim và tăng sức co bóp cơ tim, có nghĩa là tim đập nhanh đập mạnh nhưng mà lại mạch lại gì giãn ra và huyết áp. Đấy, cho nên là mạch giãn ra, cho nên tim kể cả tăng nhịp tăng sức bóp nhưng là tim bóp rỗng, không đủ máu để bóp đâu, nên nó không thể làm tăng huyết áp được. Mạch giãn ra, máu ứ động ở ngoại biên, không vệ tim thì làm sao tim kể cả tăng nhịp và tăng sức co bóp, nhưng mà nó là gọi là bóp rỗng, bóp không có đủ đầy đủ máu, cho nên là nó không thể làm huyết áp, cho nên huyết áp vẫn hạ. Đấy, em nhé. Và giảm nhu động ruột, ruột khô miệng bí đái. Cho nên đối với thuốc mà ức chế hệ N hạch ấy, chủ yếu tác dụng người ta áp dụng tác dụng là ức chế cái liệt hạch do cảm ở mạch, cái giãn mạch hạch huyết áp ấy. Những tác dụng khác thì người ta không ứng dụng, đúng không? Chúng ta nhìn không ứng dụng được. Vì vậy mà chỉ định của nó là trong cơn tăng huyết áp, tăng huyết áp. Vì cái này thì thường là cái thuốc hiện nay mà cái thuốc mà ức chế hạch không được dùng nhiều đâu, nhưng mà nó dùng đường truyền tĩnh mạch, có một cái thuốc là trimetafan. Trimetafan thì là thuốc liệt hạch, nó dùng bằng đường truyền tĩnh mạch, phải dùng bằng đường truyền tĩnh mạch nên nó hạ trong, nó có thể hạ huyết áp trong những cơn tăng huyết áp cấp, tăng huyết áp truyền tĩnh mạch hạ nhanh, nhưng mà thời gian tác dụng ngắn. Khi mà ngừng truyền thì chỉ một vài phút sau là huyết áp hết tác dụng, đấy là hết tác dụng. Đấy, nên là tác dụng nhanh nhưng mà ngắn, người ta dùng đường truyền tĩnh mạch tác dụng nhanh nhưng mà ngắn để điều trị cái cơn tăng huyết áp, hoặc là điều trị hạ, người ta gọi là hạ huyết áp có kiểm soát trong phẫu thuật, hoặc là phù phổi cấp. Đấy, những trường hợp mà cần tác dụng nhanh, nhanh ngắn cũng được, mà cần tác dụng nhanh tăng huyết áp cấp, phù phổi cấp, người ta giãn mạch hạ huyết áp. Thế nhưng mà có một cái điểm như này, hạ huyết áp có kiểm soát trong phẫu thuật nhá, là vì làm sao, là vì những cái bệnh nhân ví dụ như là những bệnh nhân mà huyết áp bản thân là bị tăng huyết áp, bệnh huyết áp mà chẳng hạn bị phẫu thuật chẳng hạn, thì rõ ràng là khi mà phẫu thuật mà tăng huyết áp thì nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm bởi vì nó dễ chảy máu, rất nhiều tai biến. Thì bây giờ người ta hạ huyết áp có kiểm soát trong phẫu thuật, có kiểm soát thì có nghĩa là gì? Nghĩa là người ta muốn là gì, lúc nào hạ thì hạ được, mà lúc nào cho huyết áp lại trở về cái trạng thái bình thường cũng được. Là vì cái thuốc trimetafan, cái thuốc mà truyền tĩnh mạch tác dụng ngắn lắm. Ví dụ trong phẫu thuật thì người ta truyền để kiểm soát huyết áp, giữ được huyết áp thấp để cho nó đỡ chảy máu, đỡ tai biến. Và khi nào người ta hết truyền, khi nào không cần, thôi phẫu thuật xong rồi không cần cái tác dụng, không cần phải tác dụng hạ huyết áp nữa, thì người ta ngừng truyền thì một vài phút sau lại về bình thường, huyết áp lại trở lại trạng thái như là trước, người ta gọi là có kiểm soát trong. Thế thì ức chế của thuốc chế thuốc thành nó ức chế và dựa vào, chủ yếu dựa vào cái tác dụng giãn mạch hạ huyết áp. Còn cái nhóm thứ hai là ức chế hệ N của cơ vân. Đấy, ức chế hệ N của cơ vân nhá. Đấy, bản vận động của cơ vân cũng thuộc hệ N, nói lúc đầu rồi. Ức chế hệ N cơ vân thì nó có một thuốc riêng, không ức chế hạch. Cho nên là nó mới ứng dụng, nghĩa là thường là tác dụng chọn lọc hơn thì mới ứng dụng được, chứ tác dụng nhiều nơi quá phức tạp là không ứng dụng được. Thế thì tác dụng ức chế hệ N cơ vân thì đấy là nhóm Cura, thuốc là nhóm Cura và các chế phẩm. Cura và các chế phẩm. Thuốc là nhóm Cura và các chế phẩm dẫn xuất của Cura. Nhóm thuốc này thì phải dùng đường tiêm tĩnh mạch. Dùng đường tiêm tĩnh mạch hoặc là truyền tĩnh mạch, nói chung phải dùng vào đường tĩnh mạch chứ không hấp được qua ruột, vì nó là amin, mang amin bậc 4, không hấp được các cái hàng rào đâu, không hấp được qua ruột, buộc phải tiêm tĩnh mạch. Thì tác dụng của nó là gì? Tác dụng của nó là ngăn cản dẫn truyền xung động thần kinh tại synapse thần kinh cơ, là dẫn truyền thần kinh trung ương điều khiển cơ vân đến synapse thần kinh, là cái khớp kết nối giữa thần kinh và cơ. Đấy, thì nó ngăn cản dẫn truyền như vậy, nó làm cho công tác thần kinh không từ thần kinh xuống được cơ, cho nên là nó sẽ gây ra không co được, nó sẽ mềm ra, giãn ra. Nên thuốc Cura là những thuốc làm giãn cơ vân, những thuốc làm giãn cơ vân, làm mềm cơ vân. Thế nhưng mà cơ vân thì trong cơ thể chúng ta có rất là nhiều cơ vân, cái cơ tay, cơ chân này này, các cơ hoạt động này, vùng mặt, vùng cổ, chi trên, chi dưới, đấy là cơ vân. Là bụng,
liên sườn, cơ hoành và cơ vân. Đúng không? Đấy, trong đó cơ bụng, liên sườn và cơ hoành là những cơ hấp tham gia quá trình hô hấp. Nếu mà nó giãn cơ vân, nó sẽ giãn cơ này. Giãn cơ vùng mặt, vùng cổ, vùng chi trên, vùng chi dưới. Đúng không? Rồi cơ bụng, cơ liên sườn, cơ hoành là cơ vân tất. Sẽ giãn tất. Đấy, giãn cơ tất. Nhưng có điều là gì? Nó giãn không phải là đồng đều, mà nó giãn có thứ tự. Giãn không đồng đều một lúc đó, khi mà truyền tiêm tĩnh mạch cái ura này thì nó giãn không đồng đều, nó giãn có thứ tự. Có thứ tự từ cơ mà chịu dụng sớm nhất thường là nó theo thứ tự từ trên xuống dưới. Thường là theo thứ tự, sẽ có những điểm đặc biệt nhưng theo thứ tự trên xuống dưới. Đầu tiên nó giãn cơ vùng mặt. Giãn cơ vùng mặt. Ví dụ như là người ta có thể làm các cái phẫu thuật gì tại mặt này này, là nó làm giãn cơ mềm cơ ra. Mà mềm cơ ra thì có thể là thực hiện cái thủ thuật nó dễ dàng. Đấy, nên là vùng mặt. Mặt tiếp theo là giãn cơ vùng cổ. Đáp ứng theo là giãn cơ vùng cổ. Đấy. Sau giãn cơ vùng cổ, nó sẽ giãn đến cái cơ chi trên. Đấy, hai tay. Đấy, phẫu thuật thì tay. Phẫu thuật tay rồi chấn thương chỉnh hình. Muốn làm gì nắn hết gì là mềm cơ ra thì mới dễ làm. Thế là đến chi trên. Chi trên sau đó thì gì? Nếu mà theo đúng thứ tự từ trên xuống dưới thì nó sẽ đến gì? Vùng gì? Vùng ngực và vùng bụng. Vùng ngực và vùng bụng. Nhưng mà nếu mà giãn cơ ở vùng ngực và vùng bụng nguy hiểm đấy. Nguy hiểm đấy là vì làm sao? Nó là những cơ hô hấp. Mà nếu giãn cơ hô hấp là không thở được. Không ra. Thì cái chỗ này là cái chỗ phải xem xét đây. Nếu mà lại giãn cái cơ chi trên, dừng được cái điểm là dùng những cái liều đủ để giãn cơ chi trên nhá, thì phẫu thuật được cái nửa trên thôi. Còn nếu mà muốn phẫu thuật chi dưới hay là làm các chỗ thương chỉnh hình gì chi dưới, nó lại cứ đến chi dưới mà nó lại đã gì liệt cơ hô hấp không thở được thì chết rồi, thì dùng làm sao được, đúng không? Nhưng rất may lúc này nó đã, khi mà nó người ta tìm ra nó đã có một cái tác dụng rất là may rồi thì mới ứng dụng trong lâm sàng. Đấy là nó gì? Nó nhảy vào vùng bụng và vùng ngực để nó gây giãn cơ chi dưới trước. Sau khi giãn cơ chi trên thì nó quay xuống, nó giãn cơ chi dưới trước. Nên là anh phẫu thuật đi, tình hình đi, muốn làm mềm cơ chi dưới để thực hiện các thủ thuật đi. Đấy. Rồi sau cùng nó mới quay trở lên. Nó mới quay trở lên là phải liều hơn, thời gian tác dụng lâu hơn thì nó mới quay lên cái cơ bụng, liên sườn và cơ hoành bị giãn sau cùng, có nghĩa là hô hấp bị ức chế sau cùng. Chính vì cái rất là may mắn hợp lý này cho nên nó mới được ứng dụng làm các thuốc giãn cơ, phẫu thuật trong chỉnh hình là vì thế. Nó cũng có khả năng ức chế hô hấp nhưng mà là sau cùng. Đấy, sau cùng. Đấy. Tuy nhiên cái nguy cơ giãn cơ hô hấp, đúng không? Giãn đến xuống cái chi trên, chi dưới thì nguy cơ giãn tiếp qua cơ hô hấp cũng là rất là lớn. Đấy. Đồng thời nữa còn có một phần chế trung tâm hô hấp nữa. Cho nên là bắt buộc khi dùng cura trong phẫu thuật, bắt buộc phải đặt nội khí quản. Hô hấp chỉ huy, đề phòng nó có ức chế các cơ hô hấp, thì có hô hấp hỗ trợ rồi. Đấy, bắt buộc phải đặt nội khí quản. Đấy. Thế và nhớ là nó, cái tác dụng giãn cơ này nó hiệp đồng với tác dụng giãn cơ thuốc khác, ví dụ như thuốc mê, thuốc kháng sinh nhóm aminoglycosid. Sau này chúng ta sẽ học bài kháng sinh, ta thấy cũng có tác dụng làm giãn cơ vân. Thì thuốc mê hoặc thuốc kháng sinh như là kháng sinh nhóm aminoglycosid như streptomycin chẳng hạn, đây là những cái thuốc mà gây giãn, cũng giãn cơ vân. Thì nếu mà dùng cùng với thuốc nhóm cura thì nó cũng tác dụng giãn cơ vân, thì tăng nguy cơ độc trên hô hấp, ức chế hô hấp. Thì lưu ý khi phối hợp cùng các thuốc này. Thì trong cura thì nó phân loại cái nhóm cura, nó phân hai nhóm cura. Loại thứ nhất là loại tranh chấp với acetylcholine. Loại tranh chấp với acetylcholine bởi vì là gì? Bởi vì cái chất trung gian dẫn truyền ở bản vận động cơ vân là acetylcholine, giống như hạch. Nên người ta cũng đúng không? Và cũng lại bị kích thích bởi nicotine nữa cho nên mới xếp vào nhóm N hạch. Thế thì nhất là loại tranh chấp với acetylcholine. Nó làm cho bản vận động cơ vân không khử được, tranh chấp acetylcholine. Làm mất tác dụng acetylcholine thì bản vận động cơ vân không khử được, gây giãn cơ.
loại thứ nhất là tranh chấp với acin coline. Nên là khi ngộ độc thuốc này, khi bệnh nhân không thở được, ngộ độc thuốc này giãn cơ quá mức, người ta có thể giải độc các thuốc phong tỏa choline esterase. Các thuốc phong tỏa choline esterase sẽ làm gì? Tăng acetin choline lên. Tăng acetin choline lên tranh chấp lại được với cura. Đấy. Thì đấy là cái nhóm loại thứ nhất. Ví dụ tên thuốc, ví dụ một số thuốc như là tubocurarin, là pancuronium, pancuronium vân là thuộc nhóm này. Đấy. Thuộc nhóm này. Là tranh chấp với acetin choline làm cho bản vận động không khử được nên gây giãn cơ. Thế trong đó thì tubocuranin này là cái thuốc đầu tiên được tìm ra, Thế thì lấy từ một số cái lá cây, trong đó một đầu tiên tìm ra là vì vô tình thôi là thổ dân, một số cái thổ dân ở vùng Nam Mỹ người ta mới đi săn, người ta mới lấy cái lá cây, người ta mới lấy cái nhựa, người ta tẩm vào cái tên độc, người ta mới bắn cái con thú đi săn đấy, là tự nhiên cái con thú đang chạy là gì? Khi bắn chúng nó là tự nhiên nó ngã ra, không chạy được nữa, mềm cơ, ngã ra, không chạy được nữa. Đấy, thế là người ta săn bắn bằng cách đấy. Người ta đến ta lấy thôi. Đấy. Đầu tiên là từ cucurazine. Thì người ta phát hiện ra cái nhóm này. Sau đấy thì người ta tổng hợp nhiều cái thuốc tương tự. Cucuronium và rocuronium dùng trong lâm sàng, cơ trong lâm sàng. Đấy. Thế còn cái loại hai. Loại thứ hai là loại dụng giống như acetylcholine. Một loại là tranh chấp làm cho acetylcholine không còn tác dụng. Cái loại thứ hai lại là cái loại mà tác dụng giống acetylcholine. Nó làm cho bản vận động khử quá mạnh. Hai cái này tác dụng ngược nhau nhé. Một anh là không khử cực được, một anh lại khử cực quá mạnh. Đấy. Thế thì hai cái nhóm này nhé. Khử cực quá mạnh thì sau khi bị khử cực quá mạnh sẽ dẫn đến cái gì? Đấy. Nghe là sau khi thích quá mức sẽ dẫn đến liệt. Giai đoạn sau mới là ra cái đoạn mềm cơ. Còn cái giai đoạn khử cực quá mạnh nó gây giật cơ. Gây giật cơ, khử cực quá mạnh à. Nó co cơ nhưng mà quá mạnh nên giật cơ. Nhưng sau cái giật là kích thích quá mức thì sẽ dẫn đến liệt cơ. Thì lúc ấy cái giai đoạn thứ hai là liệt cơ, mềm cơ thì mới là giai đoạn ứng dụng được. Giai đoạn giật cơ thì tệ nó, để nguyên. Vượt qua giai đoạn đấy, sau giai đoạn giật cơ sẽ đến giai đoạn liệt cơ. Đấy. Nên là khi chúng ta mà cùng cura nhưng mà chúng ta xem cái biểu hiện trên lâm sàng, chúng ta có thể phân biệt cả thuốc nhóm nào. Loại nhóm tranh chấp với acetylcholine thì cứ thế cơ từ từ liệt ra, mềm ra. Đấy. Thế còn cái nhóm mà dụng giống acetylcholine thì đầu tiên nó phải giật cơ đã rồi sau đấy nó mới mềm ra. Thế nhìn hai nhóm này, biểu hiện trên lâm sàng chúng ta có thể phân biệt được thuốc thuộc nhóm nào. Thế cái thuốc loại tác dụng giống acetylcholine thì chúng ta có không thể dùng gì? Thể dùng được cái thuốc phong tỏa choline esterase để giải độc giống như nhóm trên không? Được. Không thể được. Là vì nếu mà chúng ta lại dùng cái thuốc giống nhóm trên, phong tỏa choline esterase thì làm tăng acetylcholine nữa thì lại ngộ độc. Đúng chưa? Không dùng được cái thuốc phong tỏa choline esterase đâu. Đấy. Nhìn chung là cái không có thuốc giải độc. Nhưng người ta vẫn có thuốc dùng ở trong lâm sàng, đấy là succinylcholine. Vì nhất là cái thời gian tác dụng succinylcholine nó rất là ngắn, chỉ tác dụng nó gây mềm cơ chỉ trong thời gian ngắn vài phút thôi, nó không lâu như cái thuốc ở trên, như là pancuronium hoặc là rocuronium ở trên, ở cái nhóm trên nó có thể tác dụng giãn cơ vân trong vài giờ, nhưng mà cái succinylcholine là của nhóm thứ hai tác dụng trong vài phút, nên là cái ngộ độc nó ngắn, thời gian tác dụng nó ngắn, nó bị phân hủy nhanh, bởi cái choline esterase giả, ở trong huyết tương ấy. Đấy, chúng ta nói có hai loại choline esterase là khecinat phân hủy acetin choline giả ở trong huyết tương, ở trong gan thì cái này nó là loại giả trong huyết tương, nó phân hủy ngay, succinyl choline thời gian tác dụng rất nhanh, cho nên là cái nguy cơ ngộ độc nó không lớn, nó không dài nhé, thời gian tác dụng không phải hàng tiếng, 2-3 tiếng như là cái nhóm trên. Cucuronium nó có thể tới 3 tiếng, cucuronium nó có thể tới gần 2 tiếng, dụng dài, giãn cơ. Trong cái này, succinylcholine đại diện cho nhóm 2 có vài phút thôi. Thế thì người ta vẫn dùng trong lâm sàng. Nhưng mà cái thời gian giãn cơ trong vài phút thôi thì nó chỉ ứng dụng trong cái nào mà cần cái thời gian, ví dụ người ta đặt nội khí quản. Ví dụ như là hoặc là làm những cái gì rất là ngắn, thời gian rất là cần giãn cơ trong thời gian ngắn thôi. Còn muốn phẫu thuật mà phải mềm cơ trong thời gian vài tiếng mới đủ để thời gian một cái ca phẫu thuật thì người ta phải dùng nhóm trên. Đấy.
đấy là về cái phân loại ra chỉ định của Cura là mềm cơ trong phẫu thuật là chỉnh hình hoặc đặt nội khí quản. Mềm cơ trong phẫu thuật trong chỉnh hình thì dùng loại tác dụng dài, đặt nội khí quản thì dùng loại tác dụng ngắn, giãn cơ tác dụng ngắn, hoặc là soi thực quản dị vật trong thực quản thì cần tác dụng ngắn thôi, cái tác dụng giãn cơ ngắn thôi, hoặc là chống co giật. Ngoài tác dụng là mềm cơ phẫu thuật chỉnh hình, ta có thể chống co giật, nó là mềm cơ, nó là mềm cơ điều trị triệu chứng, ví dụ như là chống co giật trong uốn ván, trong ngộ độc, thuốc kích thích thần kinh. Còn nó không dùng được trong trường hợp nào, một là nhược cơ thì đương nhiên là không dùng rồi, cơ nó đã nhược rồi, yếu sẵn rồi thì không làm yếu nữa, suy hô hấp không dùng được đương nhiên rồi, đúng không? Nó làm có thể nguy cơ ngừng hô hấp. Đấy là thuốc ức chế hệ N của cơ quan. À, đã muốn nghỉ chưa các em? Muốn nghỉ chưa? Giải lao chưa? Alo? Các bạn có nghe không? Học nốt phần này đi cô. Học nốt phần này rồi tìm nghỉ giải lao sau. Cô sợ các em mà nghe cái bài này. Nghe nó bù đầu nên là không nghe được. Học nốt cái phần hệ M nhá. À, hệ cholinergic nhá. Ừ. Cho nó thành cái mạch nhá. Rồi chúng ta nghỉ giải lao. Nào. Thế thì bây giờ đến cái nhóm cuối cùng là thuốc kháng cholinesterase. Thuốc kháng cholinesterase. Đúng không? Cái nhóm thứ năm, chúng ta nói xong hệ M hệ N rồi, rồi sang cái nhóm cuối cùng. Thế thì cholinesterase chúng ta nói là enzyme phân hủy acetylcholine nhanh, không phá hủy acetylcholine rất nhanh. Thì thường là khi mà phá hủy, khi mà cái cholinesterase nó phân hủy acetylcholine ấy, nó sẽ gắn vào acetylcholine, nó sẽ gắn vào hai vị trí hoạt động enzyme. Ở enzyme cholinesterase sẽ có hai vị trí hoạt động để cho acetylcholine gắn vào. Gắn vào, và khi acetylcholine gắn vào cái enzyme này thì cái enzyme nó sẽ phân hủy acetylcholine. Choline và acid acetic sẽ phân hủy ra với cái tốc độ rất nhanh. Tốc độ rất nhanh. Thế khi mà chế cùng một cái loại thuốc, một loại chất mà ức chế enzyme, ta gọi là thuốc kháng enzyme đấy, ức chế enzyme thì nó sẽ phong tỏa một khi thuốc nó sẽ gắn vào enzyme, thuốc và cái chất mà chúng ta dùng vào phong tỏa enzyme nó sẽ gắn vào enzyme, nó có thể gắn ở một vị trí, ở hai vị trí hoạt động của enzyme, nó sẽ gắn vào một hoặc cả hai vị trí hoạt động của enzyme, và khi đó thì nó sẽ làm mất tác dụng của enzyme. Khi mà nó đã gắn vào một hoặc hai vị trí của hoạt động của enzyme thì acetylcholine cũng không gắn được nữa, không còn chỗ gắn nữa, không còn chỗ gắn nữa, nên acetylcholine sẽ không bị phân hủy. Mà khi bị không phân hủy thì nó sẽ làm tăng acetylcholine nội sinh ở đâu, ở tất cả những chỗ nào có acetylcholine, đấy là hệ M, đấy là hệ N và hệ thần kinh trung ương. Như vậy là gì? Các cái thuốc kháng cholinesterase nó sẽ phong tỏa, là mất dụng gì? Thuốc mất tác dụng của enzyme, nên nó sẽ làm tăng acetylcholine ở nơi M, N và hệ thần kinh trung ương. Thế thì cái tác dụng của những cái thuốc kháng cholinesterase này là gì? Chính là cái tác dụng của acetylcholine, đúng không? Chính là tác dụng của acetylcholine. Cái loại thuốc, đúng không? Chính là cái tác dụng của acetylcholine ở hệ M, hệ N, thần kinh trung ương. Nó làm tăng cái acetylcholine lên. Thế thì có hai loại thuốc, có hai loại phong tỏa. Hai loại phong tỏa cholinesterase. Hai loại. Một loại người ta gọi là phong tỏa có hồi phục, là có tính thuận nghịch. Nghĩa là gì? Gắn được vào enzyme. Gắn được vào enzyme rồi nó lại gì? Một thời gian lại ra. Enzyme lại được trở lại phục hồi, lại phân hủy được acetylcholine, gọi là loại hồi phục, loại nghịch. Còn loại thứ hai là không hồi phục, là loại không thuận nghịch, nghĩa là gắn chặt vào enzyme, gắn chặt vào enzyme làm cho enzyme mất tác dụng viễn, hầu như mất tác dụng lâu dài, mất tác dụng vĩnh viễn, và như vậy thì sao? Không phục hồi được, không phục hồi lại cái được enzyme, cơ thể là phải tổng hợp enzyme mới, phải có thời gian tổng hợp enzyme mới, nên thời gian tác dụng rất là lâu, kéo dài. Nhá. Vì vậy mà cái nhóm mà phong tỏa có hồi phục còn được dùng trong lâm sàng, nhưng nhóm phong tỏa không hồi phục không dùng trong lâm sàng, nguy hiểm, không dùng trong lâm sàng, và người ta thường dùng làm thuốc trừ sâu hoặc là những chất độc trong chiến tranh.
đấy là nhóm không hồi phục. Thế còn nhóm có hồi phục thì nó chỉ gắn vào enzyme một thời gian, nó tách ra, enzyme lại trở lại hoạt hóa được, lại trở lại phân hủy được acetylcholine. Thì nhóm đừng dùng trong lâm sàng là các thuốc gì hồi phục là thuốc ví dụ như là physostigmine hoặc là postigmine. Khi nhóm thuốc này chủ yếu là gì, có là nó làm tăng acetylcholine, nó làm tăng acetylcholine lên đấy, nên là chính là kích thích hệ M, thích hệ M đúng không? Đầu tiên là kích thích hệ M, acetylcholine lên thì đầu tiên là nó sẽ kích thích vào hệ M trước, kích thích hệ M trước thì ví dụ được chỉ định trong trường hợp ví dụ như tăng nhãn áp, kích hệ M thì nó làm đồng tử co lại hay điều trị tăng nhãn áp, kích hệ M thì nó liệt ruột bí đái sau mổ, nhu động ruột đúng không, tăng đái, co thắt cơ bằng quang tăng đái đúng không đấy. Rồi khi mà nó mà kích thích liều cao, nó có thể kích thích trên cả hệ N nữa. Acetylcholine liều cao kích thích trên hệ N nữa thì nó có thể là cho những trường hợp mà nhược cơ, liệt cơ vân. N cơ vân. Liệt cơ, nhược cơ vân. Hoặc là nó có thể ngộ độc thuốc gây giãn cơ nhóm Cura, tranh chấp với acetylcholine. Nhóm Cura loại trên chúng ta vừa nói, loại tranh chấp với acetylcholine, nó là mất tác dụng acetylcholine. Đúng không? Nên bây giờ người ta tăng acetylcholine lên, dùng nhóm cái thuốc phong tỏa Linesteras có hồi phục, người ta làm tăng acetylcholine lên để tranh chấp lại cái thuốc Cura. Nhóm 1, loại tranh chấp acetylcholine. Thế thì một số những cái gì tranh chấp gọi là gì, kháng, nhưng kháng có hồi phục, có thể enzyme lại được trở lại, nó không nguy hiểm lắm. Thì người ta còn dùng trong lâm sàng. Thế còn cái loại thứ hai là loại không hồi phục, rất khó hồi phục, không dùng trong lâm sàng, không dùng làm thuốc được, nguy hiểm đúng không, mà người ta thường là cái hợp chất phốt pho hữu cơ, nó là những hợp chất phốt pho hữu cơ phong tỏa choline esteras, không hồi phục hoặc rất khó hồi phục, hoặc là các chất độc chiến tranh. Chiến tranh có thể giải các cái chất độc chiến tranh, nó là chất có tác dụng phong tỏa choline esteras không hồi phục. Thế thì bây giờ thì chất độc chiến tranh thì người ta không dùng nữa nha, một số sabun, tarin, một số cái chất độc chiến tranh, thế bây giờ thì không dùng nữa, nó có nhiều chất độc khác nha. Thế thì nhưng mà bây giờ cũng không dùng nữa đúng không, nhân đạo không ai dùng nữa. Chiến tranh Việt Nam thì có thể dùng dioxin, nhưng bây giờ thì không dùng nữa. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn gặp trong trường hợp mà gì, ngộ độc thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ. Trừ sâu là thuốc bảo vệ thực vật thì bây giờ vẫn còn dùng trong nông nghiệp rất là nhiều. Thế trong trường hợp mà ngộ độc thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ thì bản chất của nó là chất phong tỏa choline esteras không hồi phục hoặc rất khó hồi phục. Nên bây giờ ngay cái thuốc bảo vệ thực vật người ta cũng tìm những loại thuốc an toàn hơn, chứ cái nhóm phốt pho hữu cơ thì là nó hay gây ngộ độc. Nên trước đây các cái khoa hồi sức cấp cứu ngộ độc cũng hay phải xử trí ngộ độc phốt pho hữu cơ, thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ. Thì nó có thể hấp thu qua da, nhưng mà do cái gọi là cái bảo vệ khi mà sử dụng thuốc này không đúng quy trình nhá, nên nó có thể hấp thu qua da, nhưng mà đấy, hấp thu qua da nhưng mà rồi là qua thở, nhiều khi có hô hấp nữa, thở hít phải. Còn một cái nữa là hay uống để tự tử, còn nông thôn nó là hay uống để thuốc trừ sâu để tự tử, là gây tình trạng ngộ độc. Nên là những người mà ra thuốc trừ, uống thuốc trừ sâu mua dễ dàng ở cái hàng bảo vệ thực hóa chất để thực vật nông thôn, xong là uống thuốc trừ sâu để tự mình ở thành phố hay uống thuốc ngủ, ở nông thôn không mà không mua thuốc ngủ thì uống thuốc trừ sâu là dễ mua. Thì triệu chứng là gì? Triệu chứng là khi mà ngộ độc thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ bằng các đường khác nhau như thế, thường là đường uống thì nó hấp thu nhanh hơn và nhiều hơn, chứ còn da niêm mạc hoặc hơi thở thì nó ít hơn. Đấy, qua da niêm mạc hoặc hơi thở đấy là những người mà được phân công trong cái nhóm gọi là đi phun thuốc trừ sâu cho đồng ruộng, ví dụ như thế, là ví dụ qua da niêm mạc là không sử dụng các cái bao tay này, rồi là khi hút đi phun chẳng hạn, đi ngược người ta bảo đi xuôi chiều gió thì mình đỡ hít phải, thì lại cứ đi ngược chiều gió chẳng hạn, ta hít vào này, thấy đấy những trường hợp, nhưng mà cái lượng nó sẽ không thể nhiều bằng uống được. Thế thì triệu chứng của ngộ độc là gì? Là cường các hệ thôi,
acetylcholine các hệ, cho nên cường hệ M. Cường hệ M là thể hiện tác dụng kích thích phó giao cảm xuất hiện sớm nhất. Xuất hiện sớm nhất. Triệu chứng của kích thích phó giao cảm xuất hiện sớm nhất. Sau đấy sẽ xuất hiện là cái cường hệ N, kích thích hệ N về hệ thần kinh trung ương xuất hiện sau. Bao giờ cái triệu chứng của kích thích hệ phó giao cảm xuất hiện trước, xuất hiện sớm, sau đó cái kích thích hệ N và trên thần kinh trung ương thì xuất hiện sau. Nếu không xử trí kịp thời, nhân bị ngộ độc nếu không xử trí kịp thời thì bệnh nhân có thể chết do liệt hô hấp và trụy tim mạch. Nếu cái ngộ độc thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ. Cho nên xử trí bằng cách gì? Thì xử trí đầu tiên là gì? Phong tỏa hệ M. Vì hệ M là hệ xuất hiện, cái triệu chứng xuất hiện rõ nhất và sớm nhất. Chúng ta biết là gì? Thích vào hệ M là gì? Bệnh nhân có thể tử vong giống như ngộ độc nấm ấy. Triệu chứng giống như ngộ độc nấm độc là kích thích rất mạnh về M. Vì vậy người ta phải dùng ngay cái thuốc phong tỏa hệ M, đấy là atropin, tĩnh mạch liều cao, đúng không? Atropin là thuốc phong tỏa hệ M thì phải tiêm tĩnh mạch atropin liều rất cao cho đến khi hết cái dấu hiệu của kích thích hệ M, đến khi hết dấu hiệu kích thích phó giao cảm đấy, và phải tiêm tĩnh mạch liều cao. Tuy nhiên là liều atropin bản chất nó là thuốc khá độc, có độc tính, đấy. Cho nên là thì đổi cái độc nọ lấy cái độc kia để cứu sống bệnh nhân thôi. Nhưng mà atropin tiêm đến khi nào hết dấu hiệu kích thích hệ M thì ngừng hoặc là giảm liều đi. Chứ nếu tiếp tục dùng atropin liều cao quá thì gây ngộ độc atropin nguy hiểm. Còn cái thứ hai đấy là phong tỏa M. Cái thứ hai là người ta có một loại thuốc là gọi là dùng thuốc tái hoạt hóa enzyme. Để bình thường thì enzyme nó không hoạt hóa được, nó phục hồi. Là để bình thường thì cái thuốc ấy, phốt pho hữu cơ này, thuốc trừ sâu phốt pho hữu cơ nó sẽ phong tỏa không hồi phục, nó gắn rất chặt vào enzyme, nó không tách ra nhá. Bây giờ có một loại thuốc để tái hoạt hóa enzyme, nó kéo cái hợp chất phốt pho hữu cơ ra khỏi enzyme, kéo hợp chất phốt pho hữu cơ ra khỏi enzyme, lôi ra, phải có người lôi thuốc nó lôi ra, còn tự nhiên thì nó không ra. Thế thì kéo hợp chất phốt pho hữu cơ ra khỏi enzyme đấy, người ta gọi là thuốc tái hoạt hóa enzyme. Đấy là hợp chất pralidocin, nói chung là hợp chất oxy mà hay dùng nhất là pralidocin, viết tắt là 2-3. Nó sẽ gắn với cái phốt pho hữu cơ để nó lôi phốt pho hữu cơ ra khỏi enzyme. Đấy, thế gọi là tái hoạt hóa enzyme. Đấy là cái xử trí là tiêm atropin, dùng thuốc tái hoạt hóa enzyme, hợp chất oxy, pralidocin. Đấy, rồi là trừ chất độc ra khỏi cơ thể. À, ví dụ như là gì, nếu mà bệnh nhân mới ngộ độc thì có thể rửa dạ dày. Bệnh nhân uống ấy, mà mới ngộ độc ấy có thể rửa dạ dày. Thế là mới rồi nhá, còn lâu thì nó xuống rồi hấp thì thôi. Hay là những cái người mà đi phun thuốc trừ sâu đấy thì có thể là gì, cởi bỏ hết quần áo ra rồi rửa xà phòng tay sạch sẽ được cho nó gì tan hết, loại bỏ bớt thuốc trừ sâu bám dính trên da đấy. Và nếu một bệnh nhân có các triệu chứng ảnh hưởng đến sự sống, hô hấp tuần hoàn thì phải các biện pháp hỗ trợ hồi sức hô hấp hoàn. Đấy là cái cholinesterase. Chúng ta nói về thuốc kháng cholinesterase và nó có hai nhóm là hồi phục và không hồi phục. Nhóm hồi phục thì dùng trong lâm sàng, nhóm không hồi phục thì chúng ta vẫn phải học, vẫn phải biết, bởi vì chúng ta vẫn gặp trong lâm sàng trong những trường hợp ngộ độc, đúng chưa? Thế là chúng ta kết thúc năm cái nhóm của thuốc tác dụng về hệ cholinergic, năm nhóm thuốc hệ cholinergic. Chúng ta sẽ nghỉ một tí. Chúng ta sẽ nghỉ một tí, nghỉ 15 phút nhá. 15 phút để chúng ta nghỉ đi. Bạn nào cá nhân đi thì nhu cầu cá nhân đi rồi chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta học thuốc tác dụng trên hệ cholinergic, được chưa nào nhá. Xem bây giờ